y đạo quan đồ trương nhất châm. Chương 481, trong sạch một. Chủ ý của Tần Thanh chính là cố gắng làm cho hôn lễ của em trai tiến hành trong yên lặng, nhưng bây giờ chuyện đã phát triển ra ngoài sự khống chế của nàng, nàng phát hiện hôn lễ ngày hôm nay đã hoàn toàn diễn biến thành một hồi hoạt động chính trị, đây cũng không phải là điều nàng mong muốn, trong đám khách đến cũng có một số là bạn bè đồng nghiệp của Tần Bạch cùng Trầm Vi, nhưng càng nhiều hơn là người hướng về phía mặt mũi của nàng mới tới dự. Tần Thanh phát hiện tại trong lúc vô tình, Tần Bạch cùng Trầm Vi ngày hôm nay đã thành dấu hiệu. Chỉ là dấu hiệu có ý nghĩa đại biểu. Tần Thanh sinh ra cảm thán từ đáy lòng, rất nhiều chuyện đều không ai có khả năng thay đổi. Lúc vừa mới bắt đầu nàng cho rằng là Trương Dương nhiệt tình quá độ thu xếp thành cái cục diện này. Giờ nhìn thấy ngô minh cùng đám thương nhân đến từ Lam Sơn kia, nàng liền rõ ràng, thứ thực sự làm cho diễn tiến của hôn lễ biến thành cái dạng này chính là địa vị của nàng, cướp đi sự nổi bật của Tần Bạch cùng Trầm Vi không phải người khác mà chính là cô ta. Thường Hải Tâm đi tới bên cạnh Tần Thanh, thúc giục nói, thị trưởng Tần, mời cô đi lên. Tần Thanh mới từ trong trầm tư tỉnh táo lại, thì ra khâu tiếp khách đã hoàn tất, nàng là chị gái của chú rể thì phải đi lên nhận kính lễ của hai người, sau đó phát hồng bao cho bọn họ. Tần Thanh cười đi qua, nghe thấy người chủ chỉ dùng thanh âm khoa trương tuyên bố nói, bây giờ hoan nghênh chị gái của Tân Lang, thị trưởng Tần lên nói chuyện. Tần Thanh không khỏi nhíu mày, Người chủ trì này cũng thực sự là như sợ người khác không biết quan hàm của mình, nếu như ở lúc bình thường Tần Thanh sẽ không chịu được mà biểu hiện ra bất mãn, nhưng ngày hôm nay là ngày đại hỷ của em trai, cho dù trong lòng khó chịu cũng phải cố nén. Nàng mỉm cười đi hướng tới sân khấu, nhận lấy micro trong tay người chủ trì nói, thành thật mà nói, nói chuyện trước nhiều người như thế này thì tôi không phải là lần đầu tiên, nhưng đại biểu gia đình ở tại trong hôn lễ của em trai tôi mà nói tôi là lần đầu tiên, tôi cho rằng cũng là một lần duy nhất. Tất cả mọi người đáp lại bằng tiếng cười thiện ý. Audio điện tử võ tấn bền Tần Thanh nói, tối hôm qua tôi nghĩ tròn một đêm, tại trong ngày kết hôn của em trai tôi, tại trong ngày đại hỷ này thì tôi nên nói cái gì? Lúc đầu tôi nghĩ qua vô số cảm nghĩ, nhưng cuối cùng đều bị tôi phủ định, thiên ngôn vạn ngữ hợp thành một câu nói, mong muốn Tần Bạch cùng Trầm Vi tôn trọng lẫn nhau, sống tới đầu bạc sang long, ở đơn vị làm tốt công tác, ở nhà trải qua ngày an lành. Tần Thanh cũng không nói nhiều lời chúc lắm, bởi vì nàng cảm thấy trong trường hợp này cũng không cần nhiều lời thừa, Tàn Bạch đã là người lớn, đối với người em trai này, nàng vẫn là yên tâm. Tần Thanh đưa cho họ hồng bao 2.000 đồng, dựa theo phương pháp lưu hành một thời nhận lễ dập đầu, có điều là Tần Thanh cũng không để cho bọn họ thực sự lại tiếp nữa, đã là thời đại nào rồi, cúi người hành lễ là đủ rồi. Lúc Tần Thanh đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, bỗng nhiên nghe thấy một thanh âm kích động nói tiểu vi em không thể gả cho hắn mọi người ở đây sửng sốt ánh mắt mọi người đều chuyển tới tập trung tại chỗ phát ra thanh âm đứng đó là một người thanh niên sắc mặt tiểu tụy hắn mặc áo sơ mi màu xanh đậm tóc có chút rối tung giấu ở sau kính mắt là hai mắt tràn đầy tơ máu không ít trầm vi bệnh viện mọi người nhận ra được người thanh niên này hắn là bác sĩ tùy quốc lương của bệnh viện tâm thần đã từng chung sống cùng trầm vi một đoạn thời gian trầm vi thấy tùy quốc lương xuất hiện khuôn mặt nhất thời trở nên trắng bệch cắn chặt môi vẻ mặt trở nên có chút không biết phải làm sao trương dương là người phản ứng đầu tiên mạnh mẽ xông tới ôm lấy tùy quốc lương muốn đem thằng nhãi này lôi đi ra ngoài tùy quốc lương hét lớn tiểu vi anh biết em mang thai anh biết đứa bé đó là của anh hiện trường trở thành một mảnh xôn xao khuôn mặt tần bạch trong khoảnh khắc trở nên đỏ bừng còn mặt trầm vi lại cắt không còn chút máu, thân hình cũng run rẩy lên. Tùy quốc lương còn muốn nói điều gì, đã bị bọn Trương Dương cùng Đỗ Vũ Phong Khương lượng xông tới lôi đi ra ngoài, mới vừa lôi ra khỏi cửa khách sạn, Trương Dương liền vung một quyền nện thẳng trên mặt của Tùy quốc lương, đánh bay kính mắt của thằng nhãi này, làm nó rơi trên mặt đất nhất thời mảnh vỡ vụn bay tán loạn. Tùy quốc lương bị một quyền này của Trương Dương đánh cho máu mũi chảy dài, liên tục dẫm dẫm lùi lại mấy bước, đặt mông liền ngồi ở trên mặt nền đá cẩm thạch, không đợi thằng nhãi này khôi phục lại thần trí. Trương Dương nhấc chân đá tới cằm của hắn. Trương Đại Quan Nhân thật sự là phát hỏa, mẹ kiếp, chưa từng thấy qua kẻ tồi tệ như thế này, người ta kết hôn hắn lại dám đến đập bãi như vậy. Khương Lượng nhìn thế thấy, thấy không ổn, liền giành trước một cước đem tùy quốc lương đạp lăn trên mặt đất, một cước toán lực của Trương Đại Quan Nhân đá ra nhất thời thất bại, nếu là thật sự để cho hắn đá trúng, phòng trường tất cả cằm của tùy quốc lương phải tan nát. Đỗ Vũ Phong nhào tới ôm lấy Trương Dương, Trương Dương cả giận nói, buông tôi ra, khốn kiếp, thằng súc sinh này dám tới đây, tôi hôm nay không giết hắn không được. Tùy quốc lương mặt đầy máu, kính mắt cũng tìm không thấy, tầm nhìn trở thành một mảnh mơ hồ, run rẩy giơ tay sở kính mắt của mình. Khi Trương Dương giáo huấn Tùy quốc lương, hiện trường hôn lễ cũng lộn xộn. Tần Bạch ngơ ngác nhìn Trầm Vi, hắn, hắn nói bậy bạ cái gì đó. Trầm Vi lắc lắc đầu, nước mắt lại chảy xuống. Tần Thanh chứng kiến một màn trước mắt này, nhất thời cảm thấy sự tình không đúng ngày hôm qua trương dương nói qua trầm vi mang thai lúc ấy bởi vì tần thanh bận tâm ở trước mặt em trai cũng không tiện hỏi hắn mà trong ngày đại lễ hôm nay lại có thể đột nhiên hiện ra một thanh niên tần thanh vẫn là rất suy nghĩ tới đại cục bất quá cho dù cái nhìn đại cục của nàng có lớn tới đâu cũng không thể trơ mắt nhìn thấy em trai mình thiệt thòi nếu trầm vi thật sự mang thai mà đứa bé trong bụng cô ta lại không có quan hệ gì với tần bạch cuộc hôn nhân này không kết cũng được Tần Thanh nhẹ giọng nói, bây giờ cũng nhiều người thích quấy rối, xem ra Trầm Vi cũng không biết hắn, là. Trầm Vi dùng sức lắc lắc đầu, nàng chuyển hướng Tần Bạch nói thật xin lỗi. Tần Bạch choáng váng, em nói cái gì, em nói cái gì, thật xin lỗi, em, em không xứng với anh. Tần Bạch tỉnh mộng, Trầm Vi đã nói hết đến nước này thì cái gì hắn cũng đều hiểu rõ, hắn bỗng nhiên giơ tay lên hung hăng cho Trầm Vi một cái bạt tai, Trầm Vi ôm mặt khóc, đẩy người khác chạy ra ngoài. Tần Thanh lo lắng trầm vi xảy ra chuyện, ra hiệu Bảo Thường Hải Tâm đuổi theo đi ra, chợt nghe bên kia nổi lên, bịch, một tiếng, Tần Truyện Lương cha nàng bởi vì không chịu nổi kích thích, dưới tình huống vừa thẹn lại nhục liền ngất đi, Tần Thanh thét to, cha, hiện trường lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Trương Dương cả đời này cũng chưa từng căm tức như vậy, tóm lấy tóc của Tùy Quốc Lương, hung hăng cho hắn hai cái bạt tai, tuy rằng Đỗ Vũ Phong cùng Khương Lượng cũng ngẩn tiểu tử này, nhưng hai người thân là cảnh sát dù sao không thể hiểu pháp luật mà vẫn phạm pháp rất sợ trương dương xuất thủ quá nặng hai người khuyên nhủ đừng đánh nữa có cái gì từ từ nói hỏi rõ ràng hơn như văn cường cùng đi ra ở phía sau cũng xông lên đạp tùy quốc lương một gước còn hỏi cái gì nữa thiến này lúc này trầm vi mặc áo cưới búi tóc toán loạn chạy qua bên người bọn họ mấy người đều sửng sốt việc này trở nên có chút rõ ràng cô dâu mới khẳng định có vấn đề Thường Hải Tâm đuổi theo chạy qua thì Trương Dương cả giận nói, cô đuổi theo cô ta làm gì? Tiện nhân, hẳn là đem cô ta giam vào lồng heo thả trôi sông. Thường Hải Tâm có chút oán trách nhìn hắn một cái, vẫn là đuổi theo, nàng chính là sợ nháo ra tai nạn chết người. Trương Dương còn chuẩn bị tìm tùy quốc lương tính sổ, Thường Lăng Phong lại vội vã chạy đi ra, đi tới bên người hắn thấp giọng nói, chuyện xấu rồi, chú Tần đã hôn mê, anh còn không mau đi xem đi. Trương Dương lúc này mới oán hận chừng mắt nhìn tùy quốc lương, xoay người rời đi. Tần Thanh đã trải qua vô số sóng to gió lớn, nhưng chuyện này phát sinh tại trong nhà của nàng, có thể nói làm cho Tần ra mất hết mặt mũi. Ở trong khách quý tại đây, không chỉ có thường ủy Giang Thành, còn có rất nhiều tân khách đặc biệt từ Lam Sơn, vốn là một chuyện vui vô cùng náo nhiệt, lại biến thành trò khôi hài, rất nhiều tân khách đã thức thời đi ra. Hai vị làm chứng cho hôn lễ là Đỗ Thiên Giã cùng Vương Bằng Phi, anh xem tôi, tôi nhìn anh, biểu tình của hai người đều là đồng tình mà bất đắc dĩ. Vương Bằng Phi cảm thán nói, người trẻ tuổi bây giờ thực sự là không biết tự trọng. Hắn tại trên cảm tình tự nhiên là hướng về tần bạch. Đỗ Thiên Giã không phát biểu cái bình luận gì, tại trên người hắn cũng đã phát sinh qua chuyện tình cùng loại, khi đó cha hắn chính là phá vỡ văn linh cùng thôi trí hoán ở cùng một chỗ mới bị tức chết. Nhớ tới chuyện này, Đỗ Thiên Giã không khỏi nổi lên một trận đau lòng. Hắn hướng Vương Bằng Phi nói, quên đi, chúng ta đi thôi, nán lại ở chỗ này cũng chỉ thêm phiền, càng làm người tần ra bối rối. Vương Bằng Phi cũng có suy nghĩ giống ông ta, y gật đầu nói, tôi đi giải thích cùng mọi người một chút. chương 481, trong sạch 2. Tần truyền lương đã được người khiêng vào trong phòng, sắc mặt ông ta tái nhợt, tay chân lạnh như băng, hai mắt nhắm nghiền, kích thích của chuyện tình vừa rồi đối với hắn thực sự quá lớn, thật vất vả mới chờ mong được con trai kết hôn. Ngày hôm qua Trương Dương còn nói cho ông ta tin vui sắp được ôm cháu, nhưng đột nhiên trong khoảnh khắc mọi việc đều thay đổi, con dâu là mang thai, nhưng đứa bé trong bụng lại không phải giống của Tần gia, Tần Truyền Lương cả đời cũng không cúi đầu trước bất kỳ ai. Cho dù là ở những ngày tháng cải cách gian khó nhất cũng vẫn ngẩng cao đầu, ông ta coi trọng nhất chính là khí tiết cùng mặt mũi, nhưng chuyện tình hôm nay đã làm mất sạch mặt mũi Tần gia bọn họ, kịch biến như vậy, Tần Truyền Lương không cách nào chịu đựng nổi, cho nên mới ngất xỉu đi. Trương Dương đi tới bên người Tần Truyền Lương, Tần Thanh xưa nay kiên cường mà lúc này cũng không kìm được hai mắt đẫm lệ, Trương Dương nhẹ giọng nói, không có việc gì đâu. Hắn dò xét tham dò mạch môn của Tần Truyền Lương, vuốt ve mấy chỗ huyệt đạo của ông, Tần Truyền Lương thở phào nhẹ nhõm, thong thả tỉnh lại, mở hai mắt, nhìn thấy đầu tiên chính là con gái trông nom ở bên người. Tần Truyền Lương cố lộ ra vẻ tươi cười yếu ớt nói tiểu thanh, không có việc gì, thật sự cha không có việc gì đâu. Tần Thanh Dương Dương gật đầu, Tần Truyền Lương nói, "Giúp ta đi tiến các vị khách, nói lời xin lỗi với người ta." "Cha, con sẽ." Tần Truyền Lương lại nói, "Nhanh đi, bảo tiểu Bạch tới đây, ta có lời nói với nó." Tần Thanh lúc này mới lưu ý đến em trai không thấy đâu, nàng không dám đem chuyện này nói cho phụ thân, hướng Trương Dương đánh một ánh mắt. Trương Dương theo Tần Thanh đi ra ngoài cửa, Tần Thanh thấp giọng nói, "Tiểu Bạch đâu?" Trương Dương vừa rồi chỉ lo giáo huấn tùy quốc lương căn bản không có chú ý hướng đi của Tần Bạch, hắn an ủi Tần Thanh nói, đã lớn như vậy rồi, chút chuyện này hẳn là cậu ấy chịu được, tôi sẽ đi tìm cậu ấy. Tần Thanh gật đầu, nhắm mắt lại hít một hơi, lúc này mới hướng trước cửa đi đến một lần nữa, các tân khách đã lặng lẽ rời đi, ai cũng đều biết cuộc hôn nhân này không kết được, hôn lễ còn chưa có cử hành xong, tiểu Bạch đã bị đội nón xanh lên trên đỉnh đầu, nếu như hắn kết hôn mới thực sự đáng chê cười. Các tân khách ít có người Tần Thanh chào hỏi của dù sao loại chuyện này tương đối xấu hổ ai cũng không biết nói cái gì cho phải ngô minh đi tới bên người của tần thanh thân thiết nói bá phụ thế nào rồi vẻ tươi cười của tần thanh có chút tái nhợt cha tôi vẫn tốt chỉ là có chút khổ sở đã an bài cho ông nghỉ ngơi ngô minh thở dài nói ai cũng không muốn xảy ra loại chuyện này có điều là nếu xảy ra liền sẽ thấy điểm ra cô yên tâm tôi sẽ đặc biệt dặn dò tận lực không cho người ta nói bậy Tần Thanh thản nhiên cười nói, nếu là sự thực sẽ không sợ người ta nói, cảm tạ bí thư Ngô quan tâm, lần này anh từ Lam Sơn rất xa chạy tới, lại ngay cả một chén rượu mừng cũng chưa từng uống, thực sự là xin lỗi. Ngô Minh cười nói, nhìn thấy cô là tốt rồi, cái khác đều không cần nói. Tần Thanh đối với câu bày tỏ này của Ngô Minh bỗng nhiên cảm thấy một loại chán ghét không nói nên lời, nhẹ giọng nói, đi tốt lành, tôi không tiến ngô minh bị tần thanh thình lình đuổi khách khiến cho có chút khó xử hắn cười cười xoay người đi tuy rằng thường hải tâm đuổi theo trầm vi nhưng vẫn không thể ngăn cản nàng nhảy xuống hồ nàng từ trên bình đài nhảy xuống hồ nhã vân may mà hai anh em thường hải long thường hải thiên đều đuổi theo qua hai người không nói một lời liền nhảy xuống đi đem trầm vi mò đi lên nước cũng không sâu trầm vi không biết bơi cũng chỉ bị uống vài ngụm nước được anh em thường hải thiên kéo tới trên cỏ Trầm Vi nôn ra vài ngụm nước vàng, sau đó liền nằm sấp trên cỏ khóc. Thường Hải Tâm nhìn nàng nói, cho dù cô không vì mình mà suy nghĩ thì cũng nên vì đứa bé trong bụng mà ngẫm lại. Nàng cũng không đồng tình với Trầm Vi, chính là nữ nhân này khiến cho trong nhà Tần Thanh gà chó không yên, nàng thực sự không hiểu, nếu Trầm Vi mang đứa bé của người khác vì sao phải gả cho Tần Bạch, một cuộc hôn nhân bắt đầu từ cái cọc lửa dối có thể hạnh phúc sao. Đồng nghiệp của Trầm Vi cùng người nhà cũng qua tìm, Thường Hải Tâm đem Trầm Vi giao cho bọn họ, rồi cùng anh trai cùng nhau quay trở về Ngư Mễ Chi Hương. Tần Bạch mất tích, Trương Dương phát động mấy người bạn đem Ngư Mễ Chi Hương tìm một lượt, cũng không thấy cái bóng của Tần Bạch, chỉ tìm được âu phục của Tần Bạch ở bãi đỗ xe, vài người đã bắt đầu cảm thấy lo lắng, Khương Lượng nói tính của Tần Bạch rất ngạo mạn, để tâm cả chuyện vụn vặt, sẽ không luẩn quẩn trong lòng chứ. Trương Dương nói, một đại nam nhân có cái luẩn quẩn trong lòng gì chứ, tôi cảm thấy đây không phải chuyện xấu, vạch trần sự thật trước khi việc xảy ra, trái lại là chuyện tốt. Như Văn Cường thở dài nói, sự thật gì? Chứng cứ đều có, tiểu bạch lần này thiệt thòi lớn, mang nón xanh là đã định rồi. Đỗ Phú Phong mắng, Như Văn Cường, mồm mày con mẹ nó có thể tích nước một chút hay không? Như Văn Cường nói, tôi nói cái này không phải vì bản thân chịu thiệt sao? Khương Lượng nói, đừng âm ý nữa, bây giờ chúng ta phân công nhau đi tìm, nhất định phải tìm được tần bạch trở về. Trương Dương phát động bạn bè bên người, cùng với cảnh sát tới tham gia hôn lễ cũng không ít, Khương Lượng cũng phát động cả nhóm người này, tất cả mọi người đi tìm Tần Bạch, mãi cho đến hơn 5 giờ chiều Khương Lượng mới phát hiện ra bóng dáng của Tần Bạch, tiểu tử này chưa đi xa, một người ở trên công trường đang thi công bên hồ ngây ngốc. Khương Lượng không dám kinh động hắn, liền gọi điện thoại cho bọn Trương Dương trước, khi bọn Trương Dương đuổi tới hiện trường, Khương Lượng chỉ chỉ về ngôi nhà 6 tầng phía trước, ngôi nhà này hiện tại bị Lâm vào trạng thái đình công xây dựng bị khuyết thiếu tài chính, không có năng lực xây tiếp, cho nên ném ra thành chỗ hỗn độn này. Khương Lượng nói, một mình anh ta đứng ở trên mái nhà, tôi lo lắng anh ta sẽ nhảy lầu, cho nên không dám đi. Trương Dương nói, đi lên. Như Văn Cường nói, mới có chút chuyện thôi, không phải là nữ nhân chứ, thật sự là muốn sống chết thật sao. Đỗ Vũ Phong chừng mắt liếc gã một cái nói, bởi vì sự tình không bày tại trên đầu anh, nếu là có chiếc mũ này cho anh đội, tôi xem anh còn có thể nhẹ nhàng như vậy hay không. Như Văn Cường nói, cũng không đi mới không đến, may mắn Tiểu Bạch phát hiện được sớm, hiện tại vẫn còn kịp, chỉ cần ly hôn, cũng không cần đổi cái mũ đó. Trương Dương cùng Khương Lượng thương lượng, quyết định do Trương Dương một mình đi lên trước, những người khác đều chờ ở dưới mặt đất, tránh cho lên quá nhiều người làm cho Tần Bạch không chấp nhận được trên mặt cảm tình. Trương Dương đi dọc theo thang lầu tới mái nhà, chứng kiến Tiểu Bạch ngồi ở trên mép gờ xi măng, chỉ thấy một cái bóng lưng của gã, không nhìn thấy vẻ mặt lúc này của gã. trương dương nhẹ nhàng ho khan một tiếng, tần bạch vẫn không xoay mặt lại. kỳ thật gã đã sớm thấy đám bạn bè này tới. tần bạch dùng thanh âm khàn khàn nói: các anh không cần lo lắng, tôi sẽ không làm chuyện điên rồ, tôi chỉ là muốn yên tĩnh một mình. trương dương nói: tần thúc bị bệnh, chúng tôi vừa mới đem ông ấy đưa đến bệnh viện, chị cậu đang tìm cậu khắp nơi, gấp đến độ cũng sắp điên rồi. thật ra tần truyện lương cũng không bị đưa vào bệnh viện. Trương Dương là cố ý nói như vậy, khiến cho Tần Bạch khẩn trương. Tần Bạch nói, tôi thật xin lỗi bọn họ. Trương Dương tới chỗ cách Tần Bạch khoảng 3 mét, học bộ dáng gã ngồi xuống, hai chân đung đưa tới lui trên không chung. Trương Dương cố ý nói, nếu là thật sự ngã xuống từ chỗ này, chỉ sợ sẽ rơi óc vỡ toang. Tần Bạch nói, anh không cần làm tôi sợ, với tôi mà nói đã không có gì đáng sợ rồi. Trương Dương nói, kỳ thật chuyện này nên trách tôi, nếu tôi sớm hỏi cậu chuyện này một chút có lẽ cũng không làm thành loại cục diện này tân bạch nói có liên quan gì với anh đâu chỉ là tôi không rõ vì sao cô ấy phải gạt tôi trương dương thở dài nói trên đời này có nhiều chuyện làm cho người ta nghĩ mãi mà không rõ lắm tuy rằng cậu cùng cô ấy đi vào điện đường kết hôn nhưng có thể cậu vẫn không hiểu được cô ta tân bạch nói tôi biết nàng từng cùng vì quốc lương yêu đương qua nhưng tôi cũng không biết bọn họ vẫn còn có liên hệ trương dương nói tần bạch kỳ thật đó cũng không hẳn là chuyện xấu ít nhất hiện tại cậu đã biết không đi theo con đường sai lầm này nữa tần bạch nói tôi cảm giác mình giống như một thằng mốc bị người ta lừa gạt gã ôm lấy đầu che kín hai mắt đầy tơ máu nhìn trương dương nói vừa rồi anh đánh vì quốc lương trương dương nói là chính bản thân hắn cần ăn đòn cho dù điều hắn nói là sự thật cũng không nên đem chuyện này phơi bày ở trước công chúng hắn căn bản là muốn cho tần ra các cậu mất mặt Tần Bạch lắc lắc đầu, tôi chỉ trách chính mình vô dụng. Trong lòng Trương Dương âm thầm cảm thán, đả kích của chuyện này đối với Tần Bạch không thể nói là không lớn. chương 481, trong sạch 3. Lúc này Tần Thanh nhận được tin tức cũng lái ô tô đi tới hiện trường, nàng ở dưới lầu khẩn trương hô to Tiểu Bạch. Tiểu Bạch em mau xuống đây, đừng dọa chị được không? Tần Thanh bởi vì căng thẳng mà đôi mắt đẹp đỏ lên, trong ánh mắt lay động ánh lệ trong suốt. Tần Bạch cắn cắn môi, rốt cục đứng lên chậm rãi hướng thang lầu đi đến. Trương Dương đi theo Tần Bạch, sợ hắn nhất thời luẩn quẩn trong lòng làm ra việc ngu ngốc, nhưng nhìn Tần Bạch coi như bình thường, đi xuống trở lại trước mặt đám Tần Thanh, Tần Thanh đánh tới, gắt gao bắt lấy cánh tay Tần Bạch, phung quyền đánh trúng trước ngực của gã, "Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, làm sao em có thể như vậy, em có biết cha lo lắng cho em nhiều như thế nào hay không, chị lo lắng cho em nhiều như thế nào hay không?" Tần Thanh Xưa nay vốn kiên cường lúc này cũng không nhịn được rơi lệ đầy mặt. Đôi mắt Tần Bạch đỏ lên, nước nở nói: "Chị, em biết sai lầm rồi." Gã ngẩng đầu nhìn về đám bạn Khương Lượng tới giúp kia, hướng bọn hắn gật gật đầu, sau đó lại hướng Khương Lượng nói: "Đội trưởng Khương, tôi đã nghĩ thông, tôi quyết định từ chức." Khương Lượng cau mặt nói: "Hồ đồ, chờ cậu bình tĩnh rồi nói sau." Tần Bạch nói: "Nghĩ thông suốt, bình tĩnh rồi, cho nên mới quyết định từ chức." Tất cả mọi người đều hiểu được quyết định này của Tần Bạch, đã xảy ra loại chuyện này, phương pháp tốt nhất đối với Tần Bạch mà nói chính là đổi một hoàn cảnh khác, cho nên gã mới nghĩ tới từ chức, hoàn toàn chặt đứt liên hệ cùng quá khứ. Trương Dương nói, cho dù muốn đổi hoàn cảnh, thì điều động thay đổi công tác là được rồi, cần gì phải từ chức, nếu không điều tới Lam Sơn đi, nếu không thì tới Nam Thích, tôi nói một tiếng với Trương Đức Phóng là được. Tần Thanh nói, đi về trước đã, chuyện công tác sau này hãy nói. Tần Bạch nói: "Em không muốn trở về, chị, mọi người để cho tôi yên lặng một chút, tôi cam đoan sẽ không làm loạn." Tần Bạch một mình hướng bên hồ đi đến, Tần Thanh muốn theo sau lại bị Trương Dương gọi lại, Tần Bạch cần một thời gian nhất định để tiêu hóa chuyện này. Khương Lượng nói: "Mấy người chúng tôi sẽ đi theo anh ta, thị trưởng Tần yên tâm, dù thế nào cũng nhất định bắt anh ta đem về nhà cho ngài." Trương Dương hướng Tần Thanh nói: "Đi, trước tôi tiến cô trở về, bên người chú Tần cần người chăm sóc." Đừng làm cho ông quá lo lắng." Tần Thanh gật gật đầu, cùng Trương Dương cùng tiến lên xe, Trương Dương đem xe chạy vào đường Tân Hồ, Tần Thanh nói: "Trương Dương, chuyện này có đả kích rất lớn đối với Tiểu Bạch, em xem hẳn là thay đổi hoàn cảnh sống cho nó." Trương Dương nói: "Thay đổi hoàn cảnh cũng tốt, không thể ở lại Giang Thành này, đi Lam Sơn thì có thể còn có người nói ra nói vào, nếu không thì tới chỗ Trương Đức phóng đi, lát nữa anh cùng hắn liên hệ, đem Tần Bạch điều động qua, có hoàn cảnh mới." Tâm tình của cậu ấy sẽ dần dần tốt lên, chuyện này cũng sẽ có thể chóng quên đi." Tần Thanh nói, "Tôi thật sự không rõ, vì sao Trầm Vi phải làm như vậy, tiểu Bạch đối với cô ta tốt như vậy, vì sao cô ta phải lừa gạt tiểu Bạch?" Trương Dương cười lạnh nói, "Tiểu Bạch đã sớm biết chuyện Trầm Vi từng yêu đương với Tùy Quốc Lương, tôi thấy nữ nhân này vẫn là chấn dẫm hai thuyền đến nỗi có đứa bé trong bụng, phỏng chừng cô ta cũng không nghĩ tới sẽ có chuyện xảy đến lúc này, còn chưa kịp đi phá." Tần Thanh nói, quên đi, chuyện đã xảy ra, cũng không cần tiếp tục truy cứu nữa. Trương Dương nói, quên đi, nếu tùy quốc lương lén lút đem chuyện này bày ra, thật sự là có thể quên đi, nhưng hắn lựa chọn đem chuyện này làm lộ ra ở trước công chúng, căn bản chính là muốn chế tạo ảnh hưởng, làm người tần ra mất mặt, người như thế không thể tha. Tần Thanh nói, Trương Dương, trong cả đời người không có khả năng không có thất bại, tiểu bạch bị vấp ngã lẫn này đối với nó cũng chưa hẳn là cái chuyện gì xấu, sau này nó trên mặt cảm tình sẽ cẩn thận hơn một chút trương dương nói chị đừng quản để tôi lo chuyện của tùy quốc lương tần thanh nhíu mày nàng biết tính khí của trương dương bởi vì nguyên nhân do nàng trương dương đem việc nhà nàng thành chuyện quan trọng hơn cả chuyện của chính hắn lần này trương dương nhất định phải làm tần bạch hả giận tần thanh là một phụ nữ có lòng bao dung rộng lớn nhưng cái này cũng không đại biểu nàng có thể khoan dung hết thảy trương dương nói đúng Tùy Quốc Lương lựa chọn đem chuyện này ra ánh sáng ở hiện trường đại lễ căn bản chính là làm cho tần gia khó xử, đã kích đối với một nhà bọn họ thật sự quá lớn. Tùy Quốc Lương bị Trương Dương đánh đau một hồi, đã chạy đến bệnh viện xử lý xong miệng vết thương, gã ở ở tại ký túc xá của bệnh viện tâm thần, ở trên đường từ bệnh viện về nhà lại bị Trương Dương ngăn lại, nhìn thấy Trương Dương, Tùy Quốc Lương rõ ràng có chút sợ hãi, gã run giọng nói, anh đừng làm bậy, tôi sẽ báo cảnh sát chứng kiến bộ dạng đê tiện của thằng nhãi này, Trương Dương liền không kềm nén được cơn giận trong lòng, giơ lên tay vỗ một cái tại trên đỉnh đầu của hắn, báo con mẹ mày ấy, gây chuyện xong liền nghĩ tới chạy, trên đời này có chuyện dễ dàng như vậy sao? Tùy quốc lương nói, tôi không gây chuyện chọc ai, tôi cùng Trầm Vi là yêu nhau thật lòng. Trương Dương cười lạnh nói, con mẹ nó, yêu nhau, các người yêu nhau thì đem Tần Bạch kéo vào để làm gì? Tổ tiên mày cùng Tần ra có cửu oán, Muốn khiến cho người ta không ngẩng đầu được lên mới cam tâm sao?" Tùy Quốc Lương nói, "Tôi có chút hối hận, lẽ ra tôi không nên nói ra chuyện này trước nhiều người như vậy, chính là do tôi quá yêu Trầm Vi, tôi sợ mất đi cô ấy." Trương Dương nói, "Tao mặc kệ chuyện giữa mày cùng Trầm Vi, tao hỏi mày một chuyện, ngày hôm nay mày chạy tới hiện trường hôn lễ quấy rối, mục đích là gì?" Tùy Quốc Lương nói, "Tôi chỉ là không muốn bọn họ kết hôn." Trương Dương gật đầu nói, "Miệng mày đủ nhanh, được." hiện tại hôn sự của Tần Bạch đã bị mày phá hoại, hắn còn muốn từ chức, tùy quốc lương, tao không sợ nói cho mày biết, mày cùng trầm vi tất cả đều đừng nghĩ ở đơn vị tiếp nữa, các người đều sẽ bị khai trừ. Tùy quốc lương kiên cường hiếm có một phen, khai trừ thì khai trừ, tôi không tin sẽ bị chết đói. Trương Dương nói, được, mày dám cứng với tao, có dũng khí. Nói xong liền là một cái bà tai đánh tới, tùy quốc lương biết mình đánh không lại người ta, ôm mặt bỏ chạy, Bị Trương Dương đuổi theo đánh tới một quyền một cước, té lăn trên mặt đất. Bởi vì chuyện xảy ra ở ký túc xá của công chức tại bệnh viện tâm thần, không ít người đều vây quanh xem náo nhiệt, Tùy Quốc Lương kêu thảm thiết đánh người. Trương Dương nói: "Con mẹ mày, có giỏi thì thì cứ kêu đi, tao đánh xem mày còn kêu được nữa không." Trương Dương hướng tới Tùy Quốc Lương đá hai cước, đánh cho Tùy Quốc Lương ôm bụng cong người lại trên mặt đất tựa như một cái cầu đại hà. Trương Dương chỉ vào mặt Tùy Quốc Lương nói: "Đồ hạ tiện kia, mày chuẩn bị dọn dẹp ngày mai cút khỏi bệnh viện tâm thần cho tao lúc này chuông điện thoại của hắn bỗng nhiên vang lên trương dương đón thông điện thoại từ trong ống nghe truyền ra một thanh âm rất quen thuộc trương dương có phải thực sự tức giận rồi hay không nghe thanh âm này trương dương lập tức phân biệt ra được gọi người điện thoại tới là hứa gia dũng thằng nhãi này đa biến mất này lại có thể xuất hiện lại hơn nữa chủ động cho mình gọi điện thoại trương dương cười nói tức giận cái gì tao vui vẻ còn không hết đó Hứa ra dũng nói, có phải cảm thấy rất kỳ quái hay không, vì sao lại có người nhảy ra quấy rối? Tất cả đều là bởi vì mày, tao nói rồi, muốn cho mày phải chịu khổ sở. Trương Dương chậm rãi hướng phía xa xa đi đến, để cho tao chịu khổ sở, hứa ra dũng, đừng nói cho tao là chuyện hôn lễ của Tần Bạch là mày làm ra. Hứa ra dũng nói, đúng là tao thì sao, tao muốn mày dơ mắt nhìn người bên cạnh suối quẩy, mày bây giờ không phải rất áy náy sao? Rất hận tao phải không? Trương Dương ha ha cười nói, ái náy cái gì, tao chẳng những không hận mày, mà còn rất cảm kích mày, nếu không phải mày khiến Tùy Quốc Lương làm như vậy, chẳng phải là tần bạch đội nón xanh rồi sao? Mày không phải hại tao, mày là giúp tao đó. Hứa ra dũng lạnh lùng nói, hôn lễ này chỉ là khởi đầu thôi, trận chiến giữa mày và tao giờ mới chính thức bắt đầu. Trương Dương cười nói, chiến tranh cái gì, bắt đầu cái gì, xem bộ dạng này của mày, chẳng lẽ mày còn không hiểu ra, tao cho tới bây giờ cũng sẽ không coi mày trở thành người mà nhìn qua, Trương Dương cố ý kích thích thần kinh của đối thủ. Hứa ra dũng nói, mày muốn chọc giận tao. Mày con mẹ nó xứng sao? Tao nói mày thật sự phải là có tật xấu hay không? Có phải cảm thấy đặc biệt hứng thú đối với đội nón xanh hay không? Nếu thật là như vậy, tao tặng cho mày cái mũ lớn, kiểu mông ngu là vị hôn thê cua mày phải không? Trương Dương nói thật có chút thiếu phúc hậu, có thể làm cho gia hỏa hứa ra dũng này phát rồ, Trương Dương cũng không cần phải bày ra cảnh giới quá cao. Hứa ra dũng bị Trương Dương chọc chúng chỗ mẫn cảm nhất, hơi thở của hắn trở nên rồn dập lên, mày có ý tứ gì? Trương Dương nói, mày con mẹ nó là một thằng phế vật, nữ nhân tốt như vậy mày cũng đều không giữ được, nếu người ta không để ý mày thì tao dứt khoát làm chút việc thiện, thu nhận cô ấy, nói thật ra, mộng ngu đối với mày rất ủy khuất, có vẻ như cái đó của mày không làm ăn được gì đi. Mày con mẹ nó là một cục cứt lừa, hứa ra dũng rõ ràng bị kích thích giận dữ hết mày câm miệng cho tao trương dương nói mày không có bản lĩnh đó tao nói được thì làm được tao chẳng những thu nhận cô ấy tao còn muốn cô ấy sanh con cho tao đứa bé của hai chúng ta nếu là mày có may mắn sống đến ngày đó tao nhất định mời mày rượu đầy tháng hứa ra dũng bị trương dương làm cho tức giận đến gần hộp máu hắn hét lớn mày con mẹ nó dám động tới một sợi tóc của mộng ngu tao giết cả nhà mày Trương Dương cười ha ha, uy hiếp tao, tao đương nhiên sẽ không chỉ động một sợi tóc của cô ấy, tao muốn động toàn thân cô ấy, mày với cha mày cùng một dạng, con mẹ nó Vương Bát, mày hẳn là điều tra thêm tổ tiên mày rốt cuộc họ gì, mày không nên gọi là Hứa Gia Dũng, hẳn là gọi là Vương Bát Dũng mới đúng. Hỗn Đản, Hứa Gia Dũng vẫn bị Trương Dương thành công chọc giận. Trương Dương mỉm cười nói, Vương Bát đản, công phu đội nón xanh này, nhà bọn mày là gia truyền lần sau lúc rời nhà nhất định phải lưng mang một cái mai rùa đi ra, vạn nhất để cho tao gặp được, tao sẽ bóp chết mày. chương 482, Thù hận 1 Trương Dương hiểu rõ ràng, hứa ra Dũng gọi điện thoại tới đây nói cho hắn biết điều này chính là muốn đả kích nội tâm của hắn, để cho hắn vì chuyện của Tần Bạch mà cảm thấy áy náy. Hai người giao phong ở trong điện thoại, khói thuốc súng nổi lên bốn phía, nếu bây giờ đối mặt thật sự thì nhất định sẽ giao súng gặp nhau. Hứa Gia Dũng nói: "Trương Dương, tao thề, một ngày nào đó tao sẽ cho mày trả giá thật nhiều đối với chuyện mày đã làm." Trương Dương nói: "Cháu ngoan, ai, ta chờ cháu." Nói xong hắn liền cúp điện thoại. Hứa Gia Dũng hung hăng đem điện thoại ném ở trên bàn làm việc, lúc này thư ký ở ngoài cửa thông báo nói: "Hứa quản lý, có header phu nhân muốn gặp ngài." Hứa Gia Dũng nói: "Mời bà ấy vào đi." Vương Quân giao chậm rãi đi vào bên trong phòng làm việc của Hứa Gia Dũng văn phòng rất lớn. Hứa Gia Dũng ngồi ở sau một cái bàn ông chủ, trên bàn bày một con hùng ưng vỗ cánh muốn bay, Hứa Gia Dũng đứng dậy mỉm cười đón tiếp, header, gì đến nam thích khi nào thế? Vương quân giao đi tới, ngẩng đầu nhìn Hứa Gia Dũng, trong ánh mắt tràn ngập vẻ từ ái. Bà ta nhẹ giọng nói, ta đã về nước một đoạn thời gian ngắn, luôn muốn tới thăm cháu một chút, vài ngày trước nghe nói cháu đi Singapore, sau đó ta lại bận công việc, vừa vặn lần này tới Nam Tích làm việc, cho nên thuận tiện qua thăm cháu. Hứa Gia Dũng mời Vương Quân Giao ngồi xuống ở trên ghế xa sao sao sao. Lúc hắn đang du học ở Mỹ Quốc, Vương Quân Giao từng rất chiếu cố hắn, cho nên Hứa Gia Dũng luôn luôn thật sự tôn kính với bà. Dì uống cà phê hay trà? Hứa Gia Dũng hỏi. Vương Quân Giao nói cà phê đi. Hứa Gia Dũng trở lại trước bàn gọi cho thư ký đem cà phê lại đây. Vương Quân Giao nhìn hoàn cảnh làm việc bên trong phòng làm việc nhận cà phê từ trong tay thư ký của hứa gia dũng, nhấp một ngụm cà phê nói, hoàn cảnh làm việc không tồi, tập đoàn tinh nguyệt thực là mạnh tay. Hứa gia dũng nói, lần này tinh nguyệt chúng cháu có số đầu tư rất lớn ở thâm thủy cảng Nam Tích, tổng tài rất coi trọng hạng mục này, để cho cháu tới đây giám sát toàn bộ quá trình đầu tư. Vương quân giao nói, Phạm Tư Kỳ rất có bản lĩnh. Hứa gia dũng gật gật đầu. Vương quân giao đem chén cà phê đặt ở trên bàn trà, nhẹ giọng nói cửa hàng bánh ngọt kim toa mới mở tại giang thành có chút quan hệ với cháu phải không hứa ra dũng lặng đi một chút chợt cười nói tin tức của dì heder thật linh thông vương quân giao nói ra Gia dũng cháu làm như vậy không phải là bởi vì trương dương đó chứ hứa ra dũng nói thật xin lỗi chuyện này đã quấy nhiễu gì có phải hắn đi tìm làm phiền gì hay không vương quân giao lắc đầu nói ra dũng ta và cha cháu là bạn tốt trong mắt ta coi cháu như là con cháu của mình, làm sao lại trách cháu chứ, chỉ là ta có mấy lời không biết có nên nói hay không thôi. Hứa ra dũng cười nói, gì nói đi, cháu biết gì là muốn tốt cho cháu. Vương quân giao nói, trương dương này thật sự không đơn giản, cháu không cần phải tiếp tục xung đột với hắn nữa. Cháu muốn mở cửa hàng bánh ngọt kim toa, mục đích là để cho hắn khó chịu, chuyện này sẽ không thể giấu mãi được, nếu là hắn cha ra được là cháu làm, nhất định sẽ tìm cháu làm phiền. Hứa ra dũng nói, cháu chính là muốn hắn khó chịu, cha được là cháu làm thì như thế nào chứ? Cháu chỉ cần có một hơi thở, cũng quyết không để cho hắn được như ý. Vương quân giao thở dài một hơi nói, ra dũng, cháu còn trẻ, cháu còn có một con đường rất dài phải đi. Ta không muốn cháu bị thù hận che đậy hai mắt, thù hận sẽ phá hủy cuộc sống của cháu, ta nghĩ cha cháu dưới suối vàng có biết cũng không muốn thấy cháu sống trong thù hận. Hứa ra dũng hét lớn, đúng, hắn đã hủy diệt cuộc sống của cháu là hắn bức tử cha cháu hắn chia rẽ cảm tình giữa cháu và mộng ngu tất cả mọi thứ của cháu đều hủy tại trong tay hắn cháu sẽ không nuốt xuống cơn giận này cháu muốn để cho hắn sống không bằng chết trong lòng vương quân giao khẽ động bà ta nhẹ giọng nói gia dũng là bạn của cha cháu là trưởng bối của cháu ta phải khuyên cháu một câu trên đời này có báo ứng có một số việc cũng không cần cháu đi làm luôn có người sẽ vì cháu mà xử lý hắn Hứa Gia Dũng lắc đầu nói, không, cháu không cần mượn tay người khác, cháu muốn nhìn thấy hắn quỷ dạp xuống dưới chân cháu, cháu muốn tự tay đả bại hắn, làm hắn sụp đổ. Vương quân giao ảm đạm nói, Gia Dũng, chẳng lẽ cháu không hiểu thù hận là độc dược đáng sợ. Đầu độc người khác đồng thời cũng tự thương tổn tới mình, đến lúc cháu thực sự biết được điểm này, chỉ sợ đã quá muộn. Hứa Gia Dũng nói, cháu không cần. Sau khi Trương Dương làm rõ ràng kẻ sau lưng khởi xướng chuyện này là Hứa Gia Dũng một ngụm ác khí của hắn tất cả đều ném tới trên người Tùy Quốc Lương, hắn xông lên phòng của Tùy Quốc Lương ở tầng 5, một cước đã đá văng cửa phòng, xông vào đánh cho Tùy Quốc Lương đau đớn một hồi, thẳng đến khi Tùy Quốc Lương chính mồm thừa nhận nhận 10 vạn đồng của người khác để cho gã đi tới hiện trường hôn lễ làm loạn, đảo loạn hôn lễ này, làm cho tần gia khó chịu nổi sự thật. Tùy Quốc Lương chỉ là một tiểu nhân bị người lợi dụng, sau đó Trương đại quan nhân động chúc tay chân trên người gã, người không phải nhận 10 vạn đồng của người ta sao? lão tử thực hiện tiểu kế, cho tất cả 10 vạn đồng của ngươi đều mua thuốc uống. Tần Thanh vì chuyện của em trai nên sáng sớm hôm sau đã đặc biệt hẹn gặp Trầm Vi. Ở sâu trong nội tâm cua nàng đối với Trầm Vi chính là bất mãn, chuyện này nhất định phải đối mặt, giữa Tần Bạch cùng Trầm Vi cần một cái kết quả. Mắt Trầm Vi có chút sưng đỏ, tùy quốc lương chẳng những làm cho Tần ra không chịu nổi, cũng hủy diệt cuộc sống của cô ta. Trầm Vi cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói, chị Thanh. Tần Thanh lạnh nhạt nói, cô hãy gọi họ tên của tôi đi, tôi không có cái phúc đó. Mắt Trầm Vi đỏ lên, gật đầu nói, thị trưởng Tần. Thật xin lỗi, em xin lỗi Tần Bạch, xin lỗi mọi người Tần gia. Tần Thanh nói, trên đời không có bán thuốc hối hận, chuyện mình làm nhất định phải do chính mình gánh vác. Trầm Vi nói, em biết, em, em cũng không muốn lừa gạt tiểu Bạch, em thích anh ấy, chỉ là tùy quốc lương chung sống nhiều năm cùng em, em luôn luôn muốn đoạn tuyệt với hắn chính là hắn thủy chung quấn quyết lấy em. Em đã hoàn toàn chặt đứt với hắn hơn một tháng, nhưng gần đây em mới phát hiện mình mang thai. Em, em sợ hãi, em đã nghĩ lén bỏ đứa bé này, nhưng ngày kết hôn đã định, em. Tần Thanh nói, cô là một nữ nhân ích kỷ, cô có nghĩ tới hay không, cô làm như vậy là công bằng đối với Tần Bạch sao? Một cuộc hôn nhân bắt đầu bằng sự lừa gạt có thể hạnh phúc sao? Trầm Vi rút khăn tay ra lau nước mắt trên khóe mắt. Tần Thanh nói, quá khứ của cô như thế nào cũng được, chỉ là nếu cô muốn cùng Tiểu Bạch ở chung, nên thu lòng lại, làm sao lại có thể bên này cùng Tiểu Bạch nói chuyện hôn nhân, mà ở sau lưng hắn lại chưa cắt đứt cùng người khác chứ. Trầm Vi Dương Dương nói, em sai, em, em thật sự sai lầm rồi. Tần Thanh nói, cô không cần nói xin lỗi tôi, thậm chí không cần hướng Tiểu Bạch giải thích, tôi hẹn cô ra gặp chủ yếu là muốn thay Tiểu Bạch nói cho cô biết. Nó muốn ly hôn, Trầm Vi che mặt, Lào nước mắt tí tách mới chảy xuống, cô ta một bên gật đầu một bên nói, em sẽ ký tên, em không còn mặt mũi đối mặt với anh ấy, ác nghiệt do chính mình gieo xuống, em phải trả giá vì sai lầm này. Tần Thanh thở dài nói, cô cũng là người bị hại, thật sự phải trả giá vì cái sai lầm này cũng không phải là cô. Sau khi Tần Thanh chia tay với Trầm Vi, rời khỏi quán trà các nàng hẹn gặp mặt, Trương Dương ngồi ở bên trong xe chờ nàng, nhìn thấy Tần Thanh lại đây liền cuống quyết đẩy cửa xe ra sau khi Tần Thanh lên xe, nàng ngồi xuống có chút mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Trương Dương thân thiết nói, vấn đề đã được giải quyết rồi, Tần Thanh gật đầu nói, cô ta đáp ứng cùng Tiểu Bạch ly hôn. Trương Dương nói, vậy cũng tốt, chỉ cần ly hôn, chuyện cô ta phóng đáng không còn liên quan với Tần Bạch nữa. Tần Thanh vẫn lo lắng nói, tôi nhìn ra được, tình cảm trong lòng Tiểu Bạch đối với cô ta vẫn rất sâu nặng. Trương Dương nói, đã bị người ta tính toán thành bộ dạng như vậy còn sâu nặng cái nón xanh kia không thể đội được, tiểu tử ngốc Tần Bạch phải sớm ném củ khoai lang phỏng tay đó đi. Tần Thanh nói, dù sao ở chung lâu như vậy, một ngày vợ chồng ân nghĩa trăm ngày, tôi thấy tiểu Bạch cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể thoát ra được khỏi chuyện này. Trương Dương nói, Tần Bạch sẽ chóng vượt qua thôi. Tần Thanh nói, cũng may ít nhất ở mặt ngoài nó rất bình tĩnh, ở nhà bồi tiếp cha đó. Trương Dương thương tiếc cầm lấy bàn tay mềm mại của Tần Thanh, chị gầy quá, qua có một ngày mà tiền tụy đi rất nhiều. Tần Thanh nói, chung quy tôi cảm thấy chuyện như vậy không nên rơi xuống ở trên đầu của Tiểu Bạch. Lòng dạ nó tốt như vậy, trọng tình cảm như vậy, không nên rơi vào kết cục như thế. Trương Đại Quan Nhân rốt cục không nhịn được nói, chị Thanh, có chuyện tôi. Tôi phải nói cho chị. Trương 482, Thù Hật 2 Tần Thanh nhẹ giọng nói, "Trở về rồi hãy nói đi, tôi mệt rồi." Trương Dương nói, "Nếu không thì đi tới Tử Lâm Kim quận nghỉ ngơi một chút đi, tôi mới vừa thuê một phòng nhỏ ở đó." Tần Thanh gật gật đầu, Trương Dương lái xe hướng Tử Lâm Kim quận chạy tới. Hắn vốn định đem chuyện hứa ra dũng nói cho Tần Thanh, lại không thể nghĩ được Tần Thanh đã tựa vào ghế ngủ mất, từ sau khi chuyện của Tần Bạch xảy ra, Tần Thanh đã hao tổn rất nhiều tâm lực vì chuyện này, lúc này rốt cục không chịu được đã thiếp đi khi tỉnh dậy nàng phát hiện mình nằm ở trên giường, cũng là do Trương Dương bế nàng từ trong xe ra. Tần Thanh vươn hai tay ra một chút, nhìn lại thời gian, đã là hơn 11 giờ trưa. Bên ngoài truyền đến mùi hương thơm ngon của đồ ăn, chính là Trương Dương đã tự mình xuống bếp chuẩn bị cơm trưa cho nàng. Tần Thanh nở nụ cười dịu dàng, nàng đi tới trước bàn trang điểm sửa sang lại đầu tóc một chút, đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ. Nghe thấy Trương Dương đang nói chuyện điện thoại ở trong phòng bếp, yên nhiên, anh phải ngày mai mới có thể qua đó được, bên này gặp phải chút chuyện bận. Thực sự là rất nhiều việc, em đừng giận, Tần Thanh liền cắn cắn môi anh đào. Trương Dương cúp điện thoại, xoay người, hướng Tần Thanh cười cười. Tần Thanh chậm rãi đi tới, ôm lấy thân thể Trương Dương từ phía sau, dán khuôn mặt tại trên phía sau lưng của hắn, yên lặng lắng nghe tiếng tim hắn đập, một lát sau mới nhỏ giọng nói, yên nhiên đã trở lại rồi sao? trương dương gật gật đầu vốn là tôi đã nói tới sân bay đón cô ấy nhưng chuyện của tần bạch chưa được giải quyết tôi hiện tại không thể đi tần thanh ôn nhu nói đi đi cô ấy đi lâu như vậy trở lại quốc nội mà không nhìn thấy anh nhất định sẽ rất thất vọng trương dương cười nói không nghiêm trọng như vậy đâu sớm một ngày hay chậm một ngày cũng không sao cả hơn nữa tôi hiện tại đi cũng lo lắng tần thanh nói tôi thật sự không có chuyện gì tiểu bạch đã quyết định ly hôn sau khi nó xử lý xong chuyện này tôi sẽ điều nó đến lam sơn đem cả cha tôi cùng đi rời xa chỗ thị phi này làm cho bọn họ thay đổi lại hoàn cảnh tin tưởng không lâu sau bọn họ sẽ dần quên đi trương dương nói tôi đã nấu cho chị bát mì ăn trước rồi nói sau hai người tới nhà ăn ngồi xuống tần thanh một bên vừa ăn mì mà trương dương nấu cho nàng một bên nói ngôi nhà này rất tốt chừng nào thì anh dọn tới còn căn phòng kia thì sao trương dương nói ở đối diện ủy ban nhân dân thành phố rất gây chú ý ở bên này hẻo lánh xa một chút nhưng tiểu khu này là ký túc xá của hệ thống điện lực chủ nhân đã xuất ngoại phỏng chừng vài năm tới cũng sẽ không trở về tôi thích sự thanh tịnh của nơi này lại không ai biết tôi mẹ nó chứ cái gì cũng rất tiện tần thanh ý vị thâm trường nhìn hắn một cái nói có phải vì tiện làm chuyện xấu phải không trương dương cười nói chị khoan hãy nói tôi thật sự là có tính toán này tần thanh cười cười trên mặt thoáng hiện ra một tia xấu hổ, nàng nói sang chuyện khác, đúng rồi, vừa rồi anh muốn nói với tôi cái gì thế? Trương Dương nói, là như thế này, hắn đem chuyện của Hứa Gia Dũng nói từ đầu chí cuối cho Tần Thanh biết. Vẻ mặt Tần Thanh ngưng trọng lên, sau khi nghe xong cũng không nhịn cả giận nói, tên Hứa Gia Dũng này thực sự quá phận, Tiểu Bạch đắc tội gì với hắn? Vì sao phải hại Tiểu Bạch như vậy? Kỳ thật nàng cũng hiểu được Hứa Gia Dũng là nhầm vào Tần gia hắn chính là muốn cho tần gia không ngẩng đầu lên được trước mặt người khác xét đến cùng là bởi vì quan hệ kia của mình cùng trương dương trương dương nói tôi cảm thấy cần phải xin lỗi tần bạch nếu không phải là vì tôi thì cậu ấy cũng sẽ không bị liên lụy tần thanh cầm tay hắn nói anh không cần tự trách kỳ thật chúng ta bình tĩnh mà xem xét một chút tuy rằng hứa gia dũng có tâm tư hại tiểu bạch nhưng trên thực tế cũng giúp tiểu bạch nếu không phải hắn chọc thủng bí mật của trầm vi thì chẳng phải tiểu bạch luôn luôn bị giấu giếm sao Trương Dương nói, đúng, tái ông mất ngựa, nào biết hỏa phúc. Bằng vào điều kiện của Tần Bạch sau này nhất định có thể tìm được người tốt hơn. Tần Thanh nhỏ giọng nói, chuyện này không cần cho người khác biết, sau này tôi sẽ bảo Tiểu Bạch cẩn thận nhiều hơn. Trương Dương nói, hứa ra Dũng là một con chó điên, hắn muốn hạ thủ đối với người ở bên cạnh tôi, tôi sẽ không cho hắn cơ hội. Tần Thanh nhận thấy được từ trong đôi mắt của Trương Dương toát ra sát khí lạnh thấu xương, không khỏi lạnh run đánh dùng mình một cái, kinh hãi nói anh ngàn vạn lần không được làm chuyện điên rồi. Hắn điên rồi, anh không thể cùng hắn điên. Trương Dương khinh thường nói, giết chết hắn cùng bóp chết một con kiến cũng không có gì khác nhau, hắn là muốn cho tôi muốn sống cũng không được sao. Tôi trước hết để cho hắn nếm thử đó là cái mùi vị gì. Tần Thanh nói, vẻ mặt của anh vừa rồi thật dọa người. Trương Đại Quan Nhân cười nói, lòng trả thù của tôi cũng rất nặng, cho nên chỉ tốt nhất đừng đắc tội với tôi, bằng không tôi sẽ làm cho chị muốn sống cũng không được tôi mà sợ anh hay sao trương dương giả ra bộ dạng hung thần ác sát nói thật sự không sợ tần thanh gật đầu trương đại quan nhân bỗng nhiên giơ tay một cái đem cả người nàng chặn ngang ôm lên tần thanh hô to một tiếng yêu kiều mắng nói làm gì tôi vừa mới ăn no hai tay lại gắt gao ôm chặt lấy cái cổ của hắn trương đại quan nhân nói ăn no sẽ sinh ra ý nghĩ dâm dục tôi phiền muộn đã lâu cần phát tiết, cần hung hăng phát tiết một chút. Trương Dương cũng không nói sai một câu nào, người đang phiền muộn cần phải đi qua một loại phương pháp thích hợp để giảm sức ép, có người thích vận động, có người thích rượu chè, ăn uống quá độ, mà Trương Dương lại chọn phương pháp dịu dàng nhất trực tiếp nhất. Tần Thanh từ e thẹn ngại ngùng lúc đầu dần dần trở nên sôi nổi mà chủ động, bọn họ đi qua thân thể của mình để an ủi tâm hồn của đối phương. Thị trường Tần rốt cuộc rõ ràng muốn sống cũng không được theo như lời Trương Dương là có ý tứ gì, có điều là nàng cảm giác dùng một từ hình dung càng thỏa đáng hơn một chút thiên đường. Triền miên qua đi, Trương Dương nằm ở trên giường, tần thanh nghiêng người dán tại bên thân hắn, một đôi thon dài đùi đẹp dây thường xuân quấn tại trên người hắn, dịu dàng nói anh thật sự muốn đem tôi làm chết mới cam tâm sao. Trương Dương cười cười, nghiêng mặt qua khẽ hôn lên đôi môi anh đào của tần thanh một cái, thấp giọng nói, gần đây một loạt chuyện liên tiếp xảy đến, phía sau mỗi chuyện đều cất giấu một chút âm mưu, chị cũng phải cẩn thận một chút. Cuộc điện thoại của Hứa Gia Dũng làm cho hắn tăng thêm cảnh giác. Tần Thanh Ôn nhu nói, yên tâm đi, tôi có võ công phòng thân anh dạy cho tôi, người thường không đánh lại tôi đâu. Trương Dương không nhịn được nở nụ cười, hắn bỗng nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng, có phải bí thư thành ủy Lam Sơn Chu Vũ Dương sẽ thăng nhiệm phó chủ tịch tỉnh hay không? Tần Thanh nói, bộ tổ chức còn chưa có văn kiện chính thức, có điều là tin tức đã truyền ra tới, theo tôi được biết, chuyện này đã trở thành kết cục đã định. Trương Dương nói, lãnh đạo các ban bộ thành phố Lam Sơn khẳng định sẽ phát sinh biến động. Tần Thanh gật đầu, gối lên Trương Dương cường tráng hữu lực cánh tay trên, một đôi đôi mắt sáng toát ra rõ ràng lãnh tính quang mang, như vô ý lời nói với người xa lạ thường thị trường sẽ tiếp nhận chức vụ thị ủy thư ác nhớ, thị trường chức đại khái do ngô minh kiêm nhiệm. Lam Sơn tổ chức trên chuyện này hầu như đã trở thành kết cục đã định. Trương Dương nói, hai ngày trước tôi tới Giang Thành thì thấy ngô minh, Vẻ mặt Tần Thanh cũng không có phát sinh biến hóa quá lớn, nhẹ giọng nói, hắn đi tỉnh thành cũng là chuyện rất bình thường. Trương Dương nói, bí thư kỷ ủy mở tiệc trong nhà, mời đến là chủ tịch tỉnh Tống, biểu hiện ra là tiệc trong nhà nhưng thực tế là vì giật dây bắt cầu cho ngô minh cùng chủ tịch tỉnh Tống. Tần Thanh mỉm cười. Trương Dương lại nói, ngô minh làm nhiều chuyện tại tỉnh thành như vậy, xem ra đã sản sinh lòng mơ tưởng đối với vị trí bí thư thành ủy, nếu như thị trường thường chậm đối phó, sẽ có nguy hiểm lật thuyền trong mương. Tần Thanh nói, thị trường thường đối nhân xử thế cùng làm việc rất ngay thẳng chính thống, ông ấy coi thường những thủ đoạn này, nếu không ông ta cũng sẽ không đảm đương vị trí thị trường được lâu như vậy. Trương Dương nói, kỳ thực thường tụng làm bí thư thành ủy, chị làm thị trường, có thể xem là một cái lựa chọn hay nhất. Tần Thanh cười nói, anh đó, tôi không có dã tâm như vậy, kinh nghiệm và lý lịch của tôi còn thấp, phó thị trường xếp phía trước tôi có rất nhiều, mà làm thị trường có cái gì tốt. Vị trí càng cao, càng bị người khác chú ý, mình sống hoàn toàn là vì công chúng, mà tôi và anh cùng một chỗ lại phải càng cẩn thận, tôi cũng không hy vọng như vậy. Trương Dương cảm thấy đùi đẹp của Tần Thanh càng quấn chặt lấy mình, hắn ôm lấy eo nhỏ của Tần Thanh, nhẹ nhàng vê nặn tại trên bộ ngực phong mãn của nàng, nhưng cuối cùng chị sẽ thăng chức. Tần Thanh nói, tôi làm phó thị trưởng còn chưa được bao lâu, tại trên vị trí này căn bản không làm ra nhiều thành tích lắm. Theo như lời Tần Thanh nói kỳ thực chỉ là một nguyên nhân trong đó, theo thời gian nàng ở tại trong quan trường càng lâu, từ chỗ sâu dưới đáy lòng của nàng đã sinh ra một loại cảm giác sợ hãi đối với hoàn cảnh sâu không thể lường được chỗ này, càng đi lên cao, sẽ càng sinh một loại cảm giác lạnh giá không chịu nổi trên cao. chương 482, Thù Hật 3 Trương Dương nói, Ngô Minh là một kẻ tiểu nhân, nếu như để cho loại tiểu nhân này đắc chí đối với Lam Sơn mà nói cũng không phải cái chuyện gì tốt. Tần Thanh nói, công bằng mà nói, hắn cũng là có chút năng lực, lần này trong tỉnh cũng đem hắn làm một trong các đối tượng quan sát cho vị trí bí thư thành ủy. Trương Dương cười nhạt một tiếng, chỉ bằng hắn. Trương Dương cũng không đem chuyện Ngô Minh Yêu đương vụng trộm cùng Trương Lập Lan nói cho Tần Thanh biết, chuyện này tuyệt đối sẽ sinh ra hiệu quả bùng nổ tại trong thể chế, Ngô Minh mày không phải muốn làm bí thư thành ủy sao? Tao liền nhìn xem mày làm thế nào, lão tử đơn giản sẽ không đẩy mày bây giờ nhưng sẽ đẩy tại thời điểm mấu chốt nhất, tao muốn cho mày mất hết mặt mũi, tâm cơ uổng phí cảm của Trương Dương đối với Ngô Minh tồn tại đã lâu, từ khi Ngô Minh cho trưởng ban tòa soạn báo Lam Sơn Lưu Văn Quân theo dõi chụp lén, Trương Dương liền nhớ cái mối thù này, không phải là không báo, mà chưa tới lúc thôi, Trương Đại Quan nhân toàn tâm muốn cho Ngô Minh ngã một cái thật đau. Tần Thanh kể sát Trương Dương nói, anh đó, càng ngày càng giống một kẻ âm mưu. Trương Dương than thở, người trong giang hồ thân không do mình. Quan trường là chỗ đáng sợ nhất hiểm ác nhất trên đời này, người không hại người, người khác lại muốn hại ngươi, mọi người đã quen dẫm vai người khác để tiến lên, đây là quy tắc của trò chơi. Tần Thanh nói kiên định làm việc của mình không phải tốt hơn sao? Vì sao phải phí tinh lực tại trên đấu tranh chính trị? Trương Dương nói, quan viên trong nước luôn mồm nên vì nhân dân phục vụ, nhưng trong đầu đa số những người đó nghĩ đều là làm sao hợp tác kinh doanh tốt hơn, làm sao mau chóng thăng chức, nếu như chỉ là một số ít người thì còn tốt, bây giờ đại đa số mọi người đều tồn tại suy nghĩ như vậy, thường thường một vị trí sẽ có mười mấy hay cả trăm thậm chí ngàn vạn người mong mỏi cạnh tranh làm sao có thể không kịch liệt chứ tần thanh nói đấu tới đấu lui có gì thú vị sao trương dương đại quan nhân nói cùng người đấu vô cùng vui tần thanh mân mê môi anh đào nói nếu có một ngày lợi ích chính trị của anh cùng tôi phát sinh xung đột anh cũng sẽ đấu với tôi sao trương đại quan nhân suy nghĩ một chút nói gì chứ không đấu đối với chị vĩnh viễn là chỉ có vú mềm mại, sung sướng thoải mái. Tần Thanh không nhịn được nở nụ cười, cảm giác ngực mình rơi vào trong đôi bàn tay to của thằng nhãi này. Trương Dương xoay người đem phó thị trường Tần đặt ở trên giường, nhìn đôi mắt đẹp như nước của Tần Thanh, thấp giọng nói tôi và chị đấu tranh chỉ hạn chế tại trên giường. Con người Tần Thanh khép hờ, trong e thẹn lộ ra quyến rũ vô hạn, chỉ cảm thấy phần nóng rực kia của Trương Dương từng chút xâm nhập vào thân thể mềm mại của nàng, theo động tác của Trương Đại Quan Nhân, 10 ngón tay búc xuân của Tần Thanh cắm thật sâu vào trên da thịt của Trương Dương. Dưới sự khuyên bảo của Tần Thanh, Trương Dương cùng ngày vẫn là đi tới Kinh Thành. Tần Thanh không muốn Trương Dương bởi vì chuyện nhà của mình thay đổi kế hoạch, lại càng không muốn tình cảm giữa Trương Dương cùng sợ yên nhiên vì mình mà sinh ra vết sách. Lúc Trương Dương lái ô tô đi tới Kinh Thành đã là 10 giờ tối, không khéo trời lại nổi lên cơn mưa, mưa rất lớn, Trương Dương phải buông chậm tốc độ xe lại, hắn gọi điện thoại cho sở yên nhiên, yên nhiên, tôi đến kinh thành rồi. Sở yên nhiên lúc này đang ở chỗ trọ của tần manh manh, Trương Dương gọi điện tựa hồ cũng không mang đến cho nàng kinh hỉ gì lớn. Nàng nhẹ giọng nói, trời mưa rất lớn, anh lái xe cẩn thận, quá muộn rồi, NS không nên tới, tiểu manh ngủ rồi, anh đừng tới đánh thức cô ấy. Trương đại quan nhân từ Giang Thành rất xa chạy đến nơi đây, nguyên là trông cậy cho sở yên nhiên một cái kinh hỉ nhưng lúc này có cảm giác khuôn mặt nóng dán tại trên cái mông lạnh, hắn ngượng ngùng nói tôi còn chưa ăn cơm. Sở yên nhiên nói, vậy tìm một khách sạn, ăn cơm xong thì nghỉ lại, ngày mai tôi cùng manh manh tới tìm anh. Trương Dương còn muốn nói cái gì đó thì sở yên nhiên ở đầu dây bên kia nói, tôi mệt rồi, ngày hôm nay phải điều chỉnh lại giờ, ngủ trước. Trương Đại quan nhân nghe tiếng gác máy, bất giác ngẩn ra. Sở yên nhiên dập điện thoại xong, trên mặt ẩn chứa một tầng u oán nhàn nhạt. nhạt. Tần manh manh đi tới đưa cho nàng một ly sữa chua, nhẹ giọng nói: trước khi ngủ uống một lưu sữa chua có thể làm đẹp da. Sở Yên Nhiên cười cười nhàn nhạt, nhạt, có thể nhìn ra được nàng cười rất miễn cưỡng. Tần manh manh nói: sao vậy? Tức giận với anh tôi hả? Sở Yên Nhiên nói: không tức giận, chỉ là có chút thất vọng. Tần manh manh nói: anh ta chính là cái dạng này, nhiệt tình cả ngày bận việc vì người khác, liều lĩnh, không chú ý chi tiết. Sở yên nhiên nhẹ giọng nói, trong quá khứ nếu như tôi có việc, trung quy hắn sẽ xuất hiện ở trước mặt tôi trước tiên. Tần manh manh không nói gì, nàng hiểu tình cảm của sở yên nhiên đối với Trương Dương, hai người lâu như vậy không gặp, sở yên nhiên trở về nước, đương nhiên cái đầu tiên muốn nhìn thấy tại sân bay là hình dáng của Trương Dương, nhưng Trương Dương lại làm cho nàng thất vọng rồi, biểu hiện xem ra chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng chỗ quan trọng nhất của tình cảm lại chính là ở chỗ rất nhỏ đó sở yên nhiên nói tôi biết hắn bận việc vì hôn lễ của tần bạch có lẽ là bằng hữu quan trọng hơn so với tôi nhiều lắm nói những lời này trong đầu nàng hiện ra thân ảnh của tần thanh sở yên nhiên bỗng nhiên cảm thấy nổi lên một trận ủy khuất nàng không cách nào hình dung được loại cảm giác này đứng lên đẩy cửa ra ở bên ngoài mưa thu đang ngày càng mau tần manh manh nói yên nhiên tôi về về trước cô tôi đã nói qua cùng trương dương trong lòng anh ấy thủy trung nghĩ đến cô Sở yên nhiên nhẹ giọng nói, thời gian sẽ thay đổi tất cả, quá khứ tôi tin, nhưng bây giờ. Tần manh manh cười nói, bây giờ vẫn là như thế, tin tôi đi, tôi nhìn ra được. Sở yên nhiên nói, lúc ở nước Mỹ, tôi luôn nghĩ đến hắn, mấy ngày nay tôi đều chờ mong một màn đi xuống máy bay cùng hắn gặp lại, khi tôi biết hắn không cách nào tới, vốn tưởng rằng mình sẽ rất khó trải qua, nhưng không ngờ lại bình tĩnh đến kỳ diệu, chỉ là có chút thất vọng, cũng không cảm thấy khổ sở. Ngay cả chính tôi cũng không thể tin tưởng mình sẽ bình tĩnh như thế, hay là không chỉ có hắn thay đổi. Tấu manh manh nói, có lẽ hai người đã lâu không gặp, cho nên sản sinh ra một chút cảm xa lạ, tình cảm là cần gắn bó, nếu như không giữ gìn cũng trở nên xa lạ, có lẽ là lúc hai người gặp mặt lúc sẽ tốt hơn, tất cả hiểu lầm không còn tồn tại nữa. Trong đôi mắt đẹp của Sở Yên nhiên toát ra sự yêu thương nhàn nhạt, nhạt, chỉ hy vọng như thế. Lúc trương đại quan nhân đi tới khu trọ của tần manh manh đã là 11 giờ đêm, hắn dựa theo địa chỉ tần manh manh cho hắn chạy đến dưới lầu, thấy trong phòng tần manh manh đã tắt đèn, mưa lúc này rơi xuống càng lớn, trương dương cầm lấy điện thoại, suy nghĩ một hồi, rốt cục vẫn là bỏ đi ý niệm gọi điện thoại cho sở yên nhiên trong đầu, hắn đi ô tô tới bên ngoài, vất vả lắm mới tìm được một cái khách sạn, liền gọi món ăn, mở bình rượu, tại dưới màn mưa đêm này tự rót tự uống. Trương Dương có thể thông cảm với cảm xúc trong lòng của Sở Yên Nhiên, mình đã đồng ý với nàng đi tới sân bay đón, nhưng bởi vì chuyện của Tần Bạch mà ngừng lại, làm cho hắn thất hứa, đối với Sở Yên Nhiên mà nói, tất nhiên là cực kỳ thất vọng. Ở dưới cơn mưa đêm, tại dưới ngọn đèn mờ nhạt, Trương Dương một mình uống rượu, tình cảnh như vậy làm cho hắn nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, tất cả các loại chuyện cũ đuổi theo Sở Yên Nhiên tại Hắc Sơn Tử đều hiện lên trong lòng, bỗng nhiên Trương Dương ý thức được tình cảm giữa mình cùng sở yên nhiên có thể đối mặt với một hồi nguy cơ, từ trong tối chụp ảnh hắn đến ngoài sáng đã kích hắn, có người đã ra sức chế tạo mâu thuẫn tổng đó, nhìn trước mắt, người này vô cùng có khả năng chính là hứa ra dũng. Trương Dương thầm hạ quyết tâm, lúc trở về từ kinh thành chuyện hắn muốn làm nhất chính là tìm được hứa ra dũng, làm cho gã biết thế nào là mùi vị thống khổ ý. Tên tiểu nhân này ra sức ẩn ở góc mà ánh mặt trời không chiếu tới được sai người ngáng chân hắn, Trương Dương cũng không sợ, nhưng mà hắn lo lắng hứa ra Dũng đem ma chảo hướng tới người thân của hắn. Ông chủ khách sạn là một vị lão đầu tóc bạc trắng, ông ta cười nói, chàng trai trẻ, đã trễ thế này làm sao còn uống rượu một mình giải sầu vậy. Trương Dương cười nói, mới từ bên ngoài tới, chưa ăn cơm ạ. À? Uống rượu mà không ăn gì cũng không tốt, trước tiên ăn một chút gì đó lót dạ đi. Trương Dương thân mật cười cười. Lão đầu lại hỏi, cậu ở Kinh Thành không có bạn sao? rất nhiều, nhưng mà quá muộn rồi, không đành lòng quấy rối bọn họ. Đêm đã khuya, nhưng sở yên nhiên vẫn chưa đi vào giấc ngủ, nàng lặng lặng đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn ngọn đèn đường mờ nhạt ở ngoài cửa sổ, nàng biết Trương Dương đã ở kinh thành, nhất định cách nàng không xa, nhưng mà trong lòng nàng tràn ngập mâu thuẫn cùng thống khổ, lúc về nước nàng nghe nói nhiều chuyện về Trương Dương. Việc này đều làm cho tâm tình vốn đã phiền muộn của nàng càng thêm xương giá, nàng biết sở dĩ Trương Dương không đi sân bay tiếp nàng là bởi vì hôn lễ Tần Bạch xuất hiện biến cố. Nhưng xét đến cùng, cũng bởi vì Tần Bạch là em trai Tần Thanh, sở yên nhiên lắng nghe tiếng mưa thu rơi tí tách, trong lòng yên lặng tự hỏi có phải ở trong lòng hắn Tần Thanh còn quan trọng hơn mình nhiều lắm phải không? chương 483, Tiếc quá một Đêm nay bất luận đối với Trương Dương hay là đối với sở yên nhiên mà nói đều là một đêm dài rằng rặc, đến lúc hừng đông, sở yên nhiên mới mơ mơ màng màng lịm đi, Tần manh manh đã tỉnh lại từ lâu đẩy cánh cửa lộ ra khe hở nhìn một chút, sau đó gión ra gión rén trở lại phòng khách, hướng con trai Tần Hoan làm một cái động tác ra hiệu chớ có lên tiếng, nhỏ giọng nói, mẹ nuôi của con vừa mới ngủ, đừng đánh thức cô ấy. Tần Hoan gật đầu, chạy đến cửa số phía trước phòng khách, hướng ra phía ngoài nhìn một chút, mưa vẫn chưa ngừng, Tần Hoan vỉnh cái miệng nhỏ nhắn, xem ra ngày hôm nay lại phải ở nhà, nó bỗng nhiên mở to hai mắt, ngạc nhiên nói, mẹ, xe của cha. Tần manh manh có chút oán trách chừng mắt nhìn nó, đi tới phía trước cửa sổ, tần hoan ngạc nhiên chỉ xuống dưới lầu, tần manh manh đưa mắt nhìn lại, quả nhiên thấy chiếc xe của Trương Dương đứng ở trong mưa. Sở yên nhiên cũng không ngủ thật sự, một tiếng gọi kia của tần hoan đã làm cho nàng giật mình tỉnh giấc, nàng ngồi dậy xoa xoa cái cổ tê dại, đi tới phía trước cửa sổ, thấy chiếc xe trong mưa kia, đôi mi thanh tú hơi nhướng lên, nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, trong đôi mắt đẹp ẩn chứa một đoàn sương mù mưa bụi sáng sớm trương dương mới ngủ nằm ở trong xe cuộn mình lại ở ghế ngồi phía sau ngủ rất ngon tiếng gõ cửa sổ xe làm hắn giật mình hắn mở hai mắt phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn của tần hoan đang mặc áo mưa kề sát tại trên cửa sổ xe trương dương bật cười ha ha hắn ngồi dậy mở cửa xe bất chấp mưa liền giơ tay ôm lấy tần hoan một cái lúc này hắn mới nhìn đến tần manh manh cùng sở yên nhiên đứng ở cửa thang lầu sở yên nhiên nhìn trương dương nhìn hắn đứng trong mưa thu rơi xuống nhìn nước mưa chậm rãi chảy xuống dọc theo khuôn mặt oai hùng của hắn. Trương Dương nhìn sở yên nhiên, nhìn khuôn mặt tiều tụy mà tái nhợt của nàng, nhìn hai tròng mắt tràn ngập u oán của nàng, Trương Dương nở nụ cười, tuy rằng trên bầu trời mưa rầm kéo dài, nhưng mà thằng nhãi này vẫn là cười đến sáng lạn như ánh mặt trời. Sở yên nhiên rơi lệ, nhìn thấy Trương Dương, nàng mới biết được mình kiếp này đã định trước là không thể rời khỏi hắn, bất luận hắn ghê tởm cũng được, đáng trách cũng được, chỉ cần nhìn thấy hắn, chút u oán trong lòng này sẽ tiêu tan thành mây khói trong khoảnh khắc. Hai người một đứng ở trong mưa, một đứng ở dưới cửa hiên, chẳng biết từ bao giờ tần manh manh đã nắm tay tần hoan dắt về trước. Ở đây chỉ còn lại có hai người bọn họ, giống như toàn bộ thế giới cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Tuy rằng hai bên đều nhìn lẫn nhau, lại không ai chủ động tiến tới bước chân. Sở yên nhiên quát lên khóc thút thít nói, hỗn đản. Hỗn đản vô lương tâm, thấy tôi khóc, anh lại có thể cười hài lòng như thế sao trương dương cười nói hài lòng em khóc chứng tỏ em quan tâm anh chứng minh trong lòng em có anh sở yên nhiên nói tôi nghĩ đã quên anh nước mắt trong suốt tuôn rơi chảy xuống nhưng vô dụng đối với anh không thể quên được nói xong nàng liền liều mạng hướng trương dương ở trong mưa vọt qua nhảy vào trong màn mưa thu nặng hạt trương dương cũng chạy hướng nàng hai người ôm chặt lấy nhau trong mưa trương dương tìm được đôi môi giá lạnh của sở yên nhiên hôn bá đạo mà thật sâu xuống tới, thưởng thức vị mặn trong nước mắt của nàng. Tần Hoan ghé vào trước cửa sổ muốn nhìn, lại bị mẹ che mắt, trên mặt Tần manh manh lộ ra hiểu ý mỉm cười, nhìn đôi tình nhân gắt gao ôm nhau trong mưa, bức họa này thật là quen thuộc, nàng đã thấy qua màn này mấy lần tại các khu triển lãm ảnh tình yêu, nhưng mà chỉ có giờ khắc này cảm xúc mới là chân thật, nàng có thể cảm thấy được tình yêu khắc cốt ghi tâm say đắm giữa Sở Yên Nhiên cùng Trương Dương. Tần Hoan muốn gạt tay mẹ Tần manh manh liền nhẹ giọng nói, ngoan, để cho cha nuôi cùng mẹ nuôi trò chuyện thêm một hồi đi. Mưa thu làm cho Trương Dương cùng sở yên nhiên đều ướt hết toàn thân, nhưng trong lòng bọn họ lại vui mừng ấm áp. Hai người trở lại trong nhà của tần manh manh, chung quy ướt như chuột lột nhưng trên mặt lại đều tràn đầy vẻ tươi cười hạnh phúc. Tần manh manh cười trêu gẹo nói, hai người đều là tiểu hài tử như nhau, mưa lớn như vậy cũng không biết tránh. Tần hoan chớp chớp mắt mắt to nói, cái này gọi là lãng mạn cả nhà đều bật cười, Trương Dương vui vẻ nói, trẻ con biết cái gì? Con biết cái gì gọi là lãng mạn? Tần Hoan nói, chính là vừa lãng vừa mạn, Trương Dương thiếu chút nữa cười đến vỡ bụng, sợ yên nhiên mặt đỏ hồng đi trở về phòng thay quần áo. Trong nhà Tần manh manh không có quần áo của Nam, Trương Dương lại nhớ tới bên trong xe có đem theo liền ra lấy, đi tới trong phòng Tần Hoan thay quần áo. Tần Hoan trèo lên trên vai hắn, cha, ngày hôm qua mẹ nuôi giận cha đó. Trương Dương vui vẻ nói, không có, chúng ta vui vẻ còn không kịp, làm sao tức giận chứ. Lưng cõng Tần Hoan đi tới phòng khách, sở yên nhiên đã thay một bộ quần áo màu đen, đang ngồi ở trên sofa sấy tóc. Tần manh manh cười nói, em đã nói rồi, hai người gặp mặt là tốt thôi. Trương Dương nói, lúc nào chúng ta cũng tốt mà. Hắn tiến đến bên cạnh sở yên nhiên muốn ngồi xuống, sở yên nhiên cong môi anh đào nói, qua bên kia ngồi đi, tôi còn chưa tha thứ cho anh. Trương Dương cười nói, mới vừa rồi không phải đều tha thứ rồi sao? Em nói đời người ngắn khổ, mắt vừa mở ra chính là một ngày đêm, lại vừa mở ra cái nữa chính là cả đời. Lúc sống phải cố hết sức vui vẻ, nghìn vạn lần đừng nóng giận, tức giận sẽ làm người ta mau già đó. Sở tiểu thư tuyệt đại phương hoa, nếu như tức giận, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của em sẽ đại suy giảm. Đến lúc đó anh đi đâu mua thuốc hối hận đây? Sở Yên Nhiên trợn tròn đôi mắt đẹp nói, anh ghét bỏ tôi già sao? Trương đại quan nhân cuống quyết xua tay nói, không già, rất non trẻ. Mềm mại có thể nổi trên mặt nước, tươi ngon mọng nước, xinh đẹp. Mặt sở yên nhiên ửng đỏ nói, thế còn tạm được. Thái manh manh nói, được rồi, tôi xin hai người, đừng ở chỗ này nói lời buồn nôn nữa, nghìn vạn lần đừng làm hư tiểu hoan. Trương Dương mỉm cười nói, được rồi, anh không nói nữa, muốn nói cái gì anh đều để dưới đáy lòng, yên nhiên, tối hôm qua em ngủ không ngon, Đi nghỉ ngơi một hồi trước đi, chút nữa chúng ta cùng đi ăn." Sở Yên Nhiên nói, "Không được, em không mệt, ngày hôm nay em muốn đi tới thăm dì La, bà ngoại em đặc biệt bảo em đem lễ vật tới cho dì ấy." Trương Dương vừa nghe Sở Yên Nhiên muốn đi tới chỗ mẹ nuôi, cũng gật đầu nói tốt, "Anh cùng đi với em." Tần Hoan nghe hai người bọn hắn muốn ra cửa, cũng hét lên, "Con cũng muốn đi, cha, mẹ nuôi, mang con cùng đi." Tần manh Minh sáng giọng, "Tiểu Hoan còn có chuyện gì phải đi chứ? Ngoan ngoan ở nhà chơi đùa đi, tần hoan ủy khuất cong cái miệng nhỏ nhắn. Trương Dương nói, manh manh, để cho tiểu hoan theo anh đi đi. Tần manh manh lắc đầu nói, không được, nó cũng sắp đi học rồi, một tháng nữa sẽ khai giảng, phải bắt chặt bổ túc, nếu không sẽ không theo kịp tiến độ của người ta. Trương Dương lại biết tần manh manh nói những cái này chỉ là mượn cớ mà thôi, nguyên nhân nàng không muốn cho tần hoan cùng bọn hắn cùng đi căn bản là bởi vì văn hạo nam. Sở Yên Nhiên vẫn là lần đầu tiên ngồi trên xe của Trương Dương, cảm giác đối với này chiếc xe cực kỳ mới lạ, nhìn nhìn sờ sờ mọi chỗ, đến lúc sau lại thẳng thắn đem Trương Dương đuổi xuống ghế sau, nếu chỉ luận đến kỹ thuật điều khiển thì Sở Yên Nhiên bỏ xa Trương Dương hơn 10 con phố. Trương Dương nhớ tới lần đầu tiên hắn cùng Sở Yên Nhiên gặp gỡ tại Thanh Đài Sơn, không khỏi cười nói, sau khi đi nước Mỹ quả thật văn nhã hơn rất nhiều, quá khứ em tựa như một nha đầu hoang dã. Sở Yên Nhiên cười nói, có sao? anh là thích em quá khứ hay là em bây giờ? Trương đại quan nhân giả ra bộ dạng suy nghĩ khổ sở, vấn đề này rất không thú vị. Trả lời em, Trương Dương nói, giống như là em mặc váy hay mặc quần, dù sao anh cũng biết bất luận em mặc cái gì, bên trong đều là em, đều là nha đầu hoang dã của anh, với anh mà nói, cho dù là em trần như nhục, anh vẫn thích như nhau. Sở yên nhiên xấu hổ, vươn tay muốn kéo cái lỗ tai của hắn, tiểu tử thối, lại dám trộm đổi khái niệm. Trương đại quan nhân nói, lá xe an toàn, lái xe an toàn. La tuệ chữ cực kỳ bận rộn trong ngày lễ quốc khánh, ngày hôm nay mới nhàn được một chút, đi tới chăm sóc con gái, hôm nay Văn Hạo Nam đã đang ở chỗ chị gái rồi. Trương Dương vốn là không muốn gặp Văn Linh, nhưng hắn từ trước tới bây giờ cũng không thích trốn tránh người khác, cùng sở yên nhiên đi tới trung tâm phục hồi chức năng, lúc đến trung tâm phục hồi chức năng, mưa đã tạnh, sở yên nhiên liền mua một bó hoa tươi trên đường hai người đến làm cho La Tuệ chữ vô cùng mừng rỡ, sở yên nhiên đặc biệt từ nước Mỹ mang đến một bức trịnh bản kiều mặt quạt, đây là bà ngoại Margaret của nàng mua được, làm lễ vật đặc biệt tặng cho La Tuệ chữ, La Tuệ chữ thích thư pháp, đối với bức trịnh bản kiều này yêu thích không rời tay. Sở yên nhiên đem hoa tươi cắm vào trong bình hoa bên cạnh giường của Văn Linh. chương 483, Tiếc Quá 2 Văn Linh thoạt nhìn cùng quá khứ cũng không có biến hóa gì lớn, có điều là Trương Dương vẫn nhìn ra một chút bất đồng, da của Văn Linh tựa hồ càng bạc hơn, xuyên thấu qua da nàng có thể nhìn thấy rõ ràng mạch máu màu xanh của nàng. Trương Dương thăm dò mạch đập của nàng, vững tin Văn Linh vẫn đang bị vây trong trạng thái giống như quá khứ. Đối với Văn Linh, Trương Dương không có chút đồng tình, loại nữ nhân này vẫn là làm cho nàng ngủ hôn mê bất tỉnh mới tốt. Tuy rằng là tuệ chữ rất quan tâm con gái, nhưng mà bà cũng không hỏi bệnh tình của con gái. Văn Hạo Nam nói, Trương Dương, chị của tôi thế nào? Trương Dương lắc đầu, vẫn là cái dạng kia. Tình huống hôm nay của Văn Linh kỳ thực là xin hắn ban tặng. Trương Dương ngẩng đầu nhìn mẹ nuôi La Tuệ Chữ, phát hiện vẻ mặt La Tuệ Chữ vẫn bình tĩnh như trước. La Tuệ Chữ nói, ta đã quen rồi, các con nói có kỳ quái hay không, quá khứ khi nó tỉnh, ta ngược lại không an tâm, ta sợ nó thời khắc đều có thể gặp chuyện không may. Bây giờ tuy rằng nó đã ngủ lại, nhưng ta mới có cảm giác nó ở bên cạnh ta, trong lòng ta bình tĩnh hơn rất nhiều. Sở Yên Nhiên nói, mỗi người đều có số phận của mình, ai cũng không biết ngày mai đợi mình sẽ là cái gì. La Tuệ Chữ nói, thân thể bà ngoại con như thế nào? Sở Yên Nhiên nói, rất tốt, lúc đầu bà con còn muốn cùng nhau qua, nhưng lại có bạn hẹn bà cùng đi Hawaii, bà mới đi bên kia. La Tuệ Chữ cười nói, Kinh Thành đã bắt đầu trở lạnh, thời tiết ở đây không thoải mái bằng Hawaii, có điều tháng 10 là lúc Kinh Thành đẹp nhất. Văn Hạo Nam nói, mẹ nói không sai, bớt thời gian đi xem lá đỏ đi, đầy khắp núi đồi, tầng tầng lớp lớp rừng lá đều nhuộm đỏ, thực sự rất đồ sộ mỹ lệ. Trương Dương nói, dự định ở thêm hai ngày, nhất định sẽ đi. La Tuệ Chữ nói, không nên đi chỗ đó, con đi tới tòa nhà kia của Thiên Chỉ Tiên Sinh là được, đừng quên tòa nhà đó Thiên Chỉ Tiên Sinh đã tặng cho con. Trương Dương cười nói, mẹ nuôi không nói thì con thật sự đã quên, con hẳn là đi xem. Lúc La Tuệ Chữ cùng Sở Yên Nhiên nói chuyện phiếm văn hạo nam lặng lẽ gọi trương dương ra bên ngoài gã thấp giọng nói trương dương có phải tần manh manh đã trở về hay không trương dương vừa nghe gã nhắc tới tần manh manh thì có chút nhức đầu cười khổ nói nơi này là kinh thành tin tức của cậu hẳn là linh thông hơn tôi văn hạo nam nói trương dương cô ấy là em gái anh anh không có khả năng không biết chuyện của cô ấy trương dương thở dài nói hạo nam chuyện đã là quá khứ lâu như vậy hay là buông tay đi đừng làm cho cha nuôi mẹ thêm tâm sự nữa văn hạo nam nói anh không cần sợ tôi nói rồi tôi không hề muốn chuyện đó tôi chỉ là quan tâm tần manh manh mặc dù là làm một người bạn bình thường tôi biểu thị một chút quan tâm cũng không được sao trương dương nói tần manh manh sống rất tốt bây giờ bệnh của tần hoan cũng ổn rồi hai mẹ con cô ấy đã nghĩ sống yên ổn hạo nam chuyện này tôi thấy coi như hết làm cho nhà cửa yên tĩnh đi văn hạo nam nói tôi chỉ là muốn nhìn thấy cô ấy sống vui sướng bình an trương dương không muốn dây dưa tiếp tại trên vấn đề này hắn sợ văn hạo nam lại cầu mình dẫn hắn đi gặp tần manh manh vợ chồng văn quốc quyền không có khả năng chấp nhận một phụ nữ đã có con như tần manh manh làm con dâu của bọn họ tần manh manh bây giờ đã hoàn toàn nhanh chóng thoát khỏi bóng ma của chuyện kia vì thế nàng đã quyết định rời khỏi bắc kinh rời khỏi hoàn cảnh sinh hoạt quá khứ đi tới đông giang phát triển một cuộc sống hoàn toàn mới bất luận vì tần hoan hay là tần manh manh, Trương Dương cũng không muốn bọn họ lại bị quấy dày. Audio điện tử võ tấn bền La tuệ chữ hỏi sở yên nhiên về tình hình tại nước Mỹ, mỉm cười nói, bà ngoại con đem tất cả tập đoàn tài chính bên anh đều giao cho con, chỉ sợ con sau này sẽ bể bột nhiều việc đó. Sở yên nhiên cười nói, không có cách nào, chung quy con không thể để cho lão nhân ra tiếp tục quản lý công tác nữa lần này trở về cũng là rất vất vả mới rút ra được thời gian, bởi vì quá khứ con chưa từng ở tại công ty, cho nên cái gì cũng đều phải làm quen, tất cả đều phải làm từ đầu, bà ngoại con tham lam hạ tử lệnh cho con, muốn con phải quen thuộc tất cả các hoạt động vận hành công ty, thực sự trở thành người cầm lái công ty trong 2 năm. Là tuệ chữ nói, trong 2 năm này chỉ sợ con phải khổ cực học tập rồi, đến khi con quen thuộc công tác của tập đoàn tài chính, như vậy sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Sở Yên Nhiên nói, kỳ thực công ty cũng có một đoàn đội hoàn chỉnh vận hành rồi, cho dù con mặc kệ, công ty vẫn sẽ tiếp tục vận hành tốt, có điều là, bà ngoại con kiên chỉ muốn con hiểu rõ tất cả, bà nói, nếu như con không kiên định học tập cho tốt, lão nhân ra bà chết cũng không nhắm mắt. Là tuệ chữ khẽ nở nụ cười, ánh mắt của bà nhìn phía Trương Dương đang nói chuyện cùng con trai ngoài cửa sổ, không khỏi hiện lên một tầng lo lắng, tuy rằng không nghe được Trương Dương cùng Văn Hạo Nam đang nói cụ thể về cái gì, nhưng La Tuệ Chữ vẫn có thể phán đoán được, trọng tâm câu chuyện của bọn họ nhất định có liên quan tới Tần Manh Manh. La Tuệ Chữ nhẹ giọng nói, yên nhiên, nghe nói hai mẹ con Tần Manh Manh cũng đã từ nước Mỹ trở về rồi phải không? Sở yên nhiên nao nao, nàng biết đoạn uẩn khúc sâu xa giữa văn gia cùng Tần Manh Manh kia, suy nghĩ một chút mới nói, cô ấy lần này trở về là chuyện hồ sơ công việc, sẽ rất mau rời khỏi kinh thành, chuẩn bị đi tới Đông Giang định cư, là tuệ chữ từ ngôn từ cẩn thận của yên nhiên nghe ra được tổng lòng nàng mang cố kỵ, sợ mình sẽ làm điều bất lợi đối với tần manh manh, không khỏi cười nói, yên nhiên, con yên tâm, ta sẽ không làm nhiễu loạn sinh hoạt của cô ấy, được rồi, hiện tại thân thể của tần hoan thế nào rồi? Sở yên nhiên nói, tốt ạ, à, Trương Dương đã chữa cho nó ổn, lại trải qua phục hồi của khoa học nước Mỹ, đã không khác bất luận đứa trẻ nào, ngày 11 tới sẽ đi học. Là tuệ chữ vui mừng nói, thật tốt, Đứa bé đó rất khả ái, ta cũng rất thích. Trương Dương là cha nuôi nó, nói ra nó hẳn gọi ta một tiếng bà nội đi. Sở Yên Nhiên cười cười, trong lòng thầm nghĩ, nếu như Văn Hạo Nam cùng Tần Manh manh thực sự thành một đôi, Tần Hoan cũng không phải chính là cháu đích tôn của bà sao? Chỉ là lời nói này không thể nói ra miệng. La Tuệ chữ nói, trên thế giới này người ta có thể tìm được nhau, hiểu được nhau yêu nhau rất không dễ dàng, còn cùng Trương Dương dự định khi nào kết hôn? sở yên nhiên xấu hổ nói còn sớm bọn con đều còn nhỏ la tuệ chữ cười nói không nhỏ cũng nên lo lắng vấn đề cá nhân đi vài ngày trước lúc ta tới đông giang cùng cha con đã từng nói đến chuyện này ông ấy đối với hôn sự của con cũng rất khẩn trương nhắc tới phụ thân tống hoài minh vẻ mặt của sở yên nhiên liền trở nên không được tự nhiên hai hàng lông nghi dài của nàng buông xuống hiển nhiên không thích chủ đề này la tuệ chữ kéo tay sở yên nhiên nói giữa phụ nữ có gì khó nói có một số việc sẽ dần phai nhạt phải biết rằng trên thế giới này chân quý nhất không chỉ có tình yêu mà còn có tình thân sở yên nhiên lặng lẽ không nói gì la tuệ chữ đột nhiên nhắc tới chuyện này cũng là có nguyên nhân vợ chồng tống hoài minh đợi ở minh thiên đế kinh một là vì họp ngoài ra còn có một chuyện quan trọng là gặp mặt phan quốc quyền la tuệ chữ muốn thừa cơ hội này giúp hai cha con họ trở lại tốt lành sở yên nhiên nói kỳ thực con cũng không hận ông ấy thế nhưng con thực sự cũng không yêu được ông ta con không biết phải đối mặt với ông ta như thế nào, mỗi khi thấy ông ta, con sẽ nhớ tới mẹ con, lòng con sẽ rất đau. Là tuệ chữ yêu thương vỗ vỗ mờ u bàn tay sở yên nhiên, bà nhẹ giọng nói, có chút lời không nên giữ mãi ở trong lòng, con không nghĩ ra, nhưng hãy hỏi thẳng ông ấy. Lúc này Trương Dương cùng Văn Hạo Nam đi đến, Trương Dương nói, mẹ nuôi, buổi trưa chúng ta ăn chút gì đi. Con từ tối hôm qua đến bây giờ chưa được ăn một bữa cơm nào la tuệ chữ cười nói cả ngày con bận bịu mà chuyện vẫn không xong quan không lớn mà chuyện không ít ngay cả ăn thời gian cũng không có nữa sở yên nhiên tức giận nói bây giờ đều là cấp bậc phó thị trưởng rồi đương nhiên là có rất nhiều chuyện bận rộn la tuệ chữ nhớ tới một việc được rồi em trai tần thanh kết hôn ta bảo con gửi tiền mừng giúp ta con đã làm chưa trương dương cười khổ nói không cần phải mừng nữa người ta đã trả lại là tuệ chữ ngạc nhiên nói, làm sao vậy? Trương Dương nói, chuyện này nói đến thì rất dài, chúng ta có thể ăn cơm trước không? Con sắp đói ngất rồi. Văn Hạo Nam cười nói, chúng ta đi tới nhà khách nhị quân đi, cách nơi này không xa, con cũng giống Trương Dương là rất đói bụng, buổi chiều ngày hôm qua từ Giang Thành xuất phát đi tới kinh thành, cho tới bây giờ cũng chưa ăn một bữa đàng hoàng. Đi tới nhà khách, Trương Dương trước tiên làm vài bát mì lót dạ, lúc này mới bưng lên chén rượu đế Văn Hạo Nam rót cho hắn nói trong bụng có đồ ăn chính là thoải mái, mẹ nuôi, anh hạo nam, con kính hai người. Là tuệ chữ bưng lên chén rượu nhỏ nhấc một ngụm nói, uống ít chút đi, uống nhiều thì lái xe thế nào. Trương Dương nói, con có nữ tài xế chuyên trách, yên nhiên lái xe so với con giỏi hơn nhiều lắm. chương 483, tiếc quá, ba. Là tuệ chữ cười nói, yên nhiên vừa từ nước Mỹ rất xa trở về, người ta là khách, chúng ta phải làm cho nàng uống hai chén mới được. Sở yên nhiên cười nói, gì la, cho cháu uống trà đi, mới vừa trở về nước, có chút không thích ứng được, dạ dày không dễ chịu lắm. Trương Dương thân thiết nói, dạ dày em không dễ chịu à, tí nữa anh giúp em châm một châm. La tuệ chữ có chút oán trách nói, thằng nhóc con càng ngày càng sơ ý, nếu như làm yên nhiên phải chịu ấm ức, ta cũng sẽ không tha cho con. Trương Dương liên tục gật đầu, La Tuệ Chữ nhớ tới vừa rồi Trương Dương cũng không nói tới trọng tâm câu chuyện liền hỏi, Trương Dương, con còn chưa nói cho mẹ biết tần bạch suốt cuộc xảy ra chuyện gì. Trương Dương thở dài nói, chuyện có chút phức tạp, chẳng qua là tần bạch cùng vợ chưa cưới ấm ý trở mặt, ngày kết hôn cũng là ngày quyết định ly hôn, qua ngày lễ sẽ phải đi làm thủ tục ly hôn. La Tuệ Chữ nhíu mày nói, tại sao có thể như vậy, làm sao người trẻ tuổi bây giờ lại đem hôn nhân trở thành trò đùa như vậy chứ? trương dương không nói ra nguyên nhân thực sự dù sao chuyện này liên quan đến mặt mũi của tần bạch càng ít người biết càng tốt trương dương nói tình cảm bất hòa đáng tiếc phát hiện muộn thẳng đến lúc bái phu thê mới phát hiện đối phương không phải giống như trong cảm nhận của mình xa nhau cũng tốt miễn cho sau này kết xuống oán giận sở yên nhiên nói thấy tần bạch như vậy anh có cái cảm xúc gì trương dương cười nói anh có thể có cái cảm xúc gì anh cảm thấy hôn nhân là một chuyện thần thánh quốc gia chúng ta đề sướng kết hôn muộn là đúng, một nam một nữ đi vào điện phủ hôn nhân là phải suy nghĩ thật rõ ràng, đây là chuyện cả đời, dựa theo lời mẹ nuôi nói, cũng không phải trò đùa. Sở yên nhiên nói, anh nghĩ vậy là được rồi, sau này nhìn vạn lần đừng hối hận vì chuyện này. Trương đại quan nhân cười tùm tìm nhìn sở yên nhiên nói, làm sao anh thấy lời em nói có ẩn ý thế. La tuệ chữ cười nói, được rồi, hai đứa bọn con cũng đừng đấu võ mồm nữa, người khác thống khổ là việc của người khác, các con hạnh phúc là chuyện của các con, đường là do chính mình chọn, không ai có thể trách người khác. Chỉ có thật sự yêu nhau, như vậy hôn nhân mới có thể vững chắc. Văn Hạo Nam thấp giọng nói, cho dù thật sự yêu nhau cũng không nhất định có thể đi tới hôn nhân. Trong lòng là tuệ chữ trầm xuống, không nghĩ ra mình vô ý nói ra một câu lại động tới thần kinh nhạy cảm của con trai. Là tuệ chữ nói, các con còn trẻ, có thời gian có tinh lực vẫn là chuyên chú tại trên sự nghiệp, cả ngày tình với yêu, các con không chán nhưng ta nghe thấy chán ngay đó. Trương Dương cười nói, con tán thành hai tay, con quyết định đem tính mạng có hạn của mình tập trung vào sự nghiệp phục vụ nhân dân vô hạn. Sở yên nhiên thình lình nói tới một câu, vì nữ nhân dân phục vụ thì có. Trương đại quan nhân bị những lời nàng thình lình nói ra làm cho nghẹn học, mặt nóng dần lên nói, yên nhiên, đã là thời đại nào rồi, nam nữ bình đẳng. La tuệ chữ nhìn đôi trẻ bộ dạng gây gổ này, trong lòng không khỏi lén cười, bà thấy được giữa Trương Dương cùng sở yên nhiên nhất định gặp một chút vấn đề, cái này cũng khó trách, con nuôi của bà thực sự nhiều tình lắm, người con gái tốt như yên nhiên theo hắn quả thực là có chút hủy khuất, là tuệ chữ lại nhìn con trai mình một chút, giữa người với người thực sự rất khác nhau, con trai cùng con nuôi tựa hồ là đi tới hai hướng cực đoan, tuy rằng Văn Hạo Nam nghe theo Trương Dương trở về nhà, gần đây quan hệ cùng cha mẹ cũng hòa hợp hơn rất nhiều. Nhưng là tuệ chữ lại biết, con trai mình vẫn không thể quên được tần manh manh, từ góc độ ích kỷ của một người mẹ mà suy nghĩ, bà đã từng mong muốn tần manh manh vĩnh viễn không trở về từ nước Mỹ, nhưng là gốc rễ người ta ở chỗ này, chung quy có một ngày sẽ phải trở về. Là tuệ chữ chỉ hy vọng lần này tần manh manh trở về, không nên phát sinh bất luận cái liên hệ gì với con trai mình, mong muốn cô ấy sẽ nhanh chóng rời khỏi mảnh đất kinh thành này giống như lời sợ yên nhiên. Ăn xong bữa trưa, Trương Dương có hứng thú đi theo Văn Hạo Nam đi tới bãi bia tập bắn sở yên nhiên cùng la tuệ chữ ngồi ở dưới cái ô to che nắng từ xa xa nhìn bóng lưng của trương dương cùng văn hạo nam la tuệ chữ mỉm cười nói thiên tính của đàn ông đa số đều cảm thấy hứng thú đối với sung ống sở yên nhiên nói đàn ông tôn sùng vũ lực trong lòng bọn họ đều có máu anh hùng đều muốn mình trở thành anh hùng la tuệ chữ cười nói người đem mình trở thành anh hùng thì rất nhiều nhưng thực sự có khí khái anh hùng lại không có mấy người đứa con nuôi này của ta hẳn là tính một người đi sở yên nhiên nói tất cả khí khái anh hùng của hắn đều dùng vào việc cứu mỹ nhân la tuệ chữ bị những lời này của nàng làm cho nở nụ cười một hồi lâu mới dừng tiếng cười nói yên nhiên có phải giữa các con có chút hiểu lầm hay không sở yên nhiên nhỏ giọng nói không có nhưng vẻ mặt của nàng đã đem tâm tư của nàng bộc lộ rõ la tuệ chữ mỉm cười nói yên nhiên đúng là có rất nhiều con gái thích tiểu tử trương dương này có điều là nó đối với con là thật lòng thật dạ con quen biết nó còn lâu hơn ta, hẳn là còn hiểu rõ nó hơn ta, nó chính là bộ dạng cả lơ phất phơ, cả ngày cợt nhà, thích nói bậy như thế, con đừng chấp nhặt với nó. Sở yên nhiên nói, nếu như thật sự con có thể không chấp nhặt với hắn thì tốt rồi, con có thể bỏ qua hắn, hắn làm cái gì đều không quan hệ tới con. Là tuệ chữ nghe ra được oán niệm trong lời của sở yên nhiên, bà đã sớm biết sự năm màu nhiều sắc lộn xộn trong chuyện tình cảm của Trương Dương, Đối với thái độ trên mặt tình cảm của Trương Dương bà cũng rất là phê bình kín đáo, chỉ là có chút lời nói làm trưởng bối không tiện nói mà thôi. La Tuệ Chữ cho rằng Trương Dương là vì tuổi còn trẻ, có lẽ là sau này khi kết hôn sẽ thu lại, bà xem ra sở yên nhiên không thể nghi ngờ là người ước thúc thích hợp mà Trương Dương chọn. La Tuệ Chữ nói, tình cảm cũng giống như trồng hoa, phải có ánh mặt trời, phải có không khí, còn phải có nước, một khi các con lười tưới, đóa hoa này sẽ héo rũ, Sở Yên Nhiên cắn cắn môi anh đào. La Tuệ chữ nhẹ giọng nói, "Yên Nhiên, ta biết Trương Dương rất quan tâm tới con, cũng nhìn ra được con rất quan tâm nó, người nó chọn hẳn là con, ta tin tưởng các con sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về các con." Tiếng súng từ bãi bắn bia cắt đứt cuộc trò chuyện của các nàng, Trương đại quan nhân đứng ở chỗ đó giơ tay bưng súng, biểu diễn tuyệt kỹ bắn thần tốc của hắn cho cho Văn Hạo Nam cùng ba gã lính xem, 10 phát súng bắn ra đều vòng 10, Văn Hạo Nam nhìn thấy sững sờ há hốc mồm khi gã tin thành tích này là không lầm, mới cảm thán nói thằng nhãi cậu hẳn là nên đi tham gia thế vận hội Olympic. Trương Dương vui vẻ nói, xem ra ngày hôm nay vận may của tôi rất tốt, chút nữa đi mua vé sổ số thôi. Văn Hạo Nam bưng súng trường lên, nhắm vào bia ngắm phía xa, thoáng một cái tiến vào trạng thái xạ kích, Văn Hạo Nam liền quên đi tất cả mọi thứ xung quanh, chỉ tập trung vào mục tiêu phía trước, quyết đoán bóp cò súng, vòng 9 điểm, so với Trương Dương còn kém một vòng, nhưng mà thuật bắn súng của Văn Hạo Nam cũng đã làm cho người xem xung quanh tương đối kinh hãi rồi. Trương Dương xoay người, hướng sở yên nhiên vẫy vẫy tay nói, yên nhiên, qua đây thử xem. Sở yên nhiên nói, các anh đều là tay súng thiện xạ, em sẽ không bêu xấu. La tuệ chữ cổ vũ nói, đi đi, thả lòng tâm tình, chơi cho vui một chút. Lúc này sở yên nhiên mới đứng dậy đi tới khứ, Trương Dương đưa súng giao cho nàng, sở yên nhiên từ nhỏ đã ở quân khu, bãi bắn bia đối với nàng mà nói cũng không xa lạ gì, động tác lên đạn của nàng cực kỳ chuẩn mực, hai tay bưng súng nhắm ngay hồng tâm, súng thứ nhất được vòng 6 điểm, nhưng phát súng thứ hai chỉ được vòng 4 điểm. Trương Dương cười tủm tỉm đi tới phía sau nàng, đưa hai tay luồn qua vai nàng, bàn tay to cầm đỡ lấy tay sở yên nhiên, làm cho thân cận cùng hắn trước nhiều người như vậy, sở yên nhiên có chút hơi ngượng ngùng. Dùng thanh âm chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được nhỏ giọng nói, đại sắc lang, lại chiếm tiện nghi của em, Trương Dương nói: "Chú ý một chút, nhìn bia ngắm." Sở Yên Nhiên nói: "Đã lâu không bắn súng, có chút mới lạ." Trương Dương mỉm cười nói: "Không có việc gì, tin tưởng vào thiên phú của em, tập trung tinh thần, em hãy đem bia ngắm tưởng tượng thành một người đáng trách nhất." Sở Yên Nhiên nhắm mắt lại, thấp giọng nói: "Anh." Sau đó nàng mở đôi mắt đẹp, bóp cò súng một cái liền đem tất cả đạn còn lại đều bắn ra ngoài. Báo cáo viên hồi báo thành tích cuối cùng là vòng 8 điểm. Sở Yên Nhiên có chút đắc ý nhìn Trương Dương một cái, cảm tạ, quả nhiên hữu hiệu. Trương đại quan nhân với vẻ mặt vô tội nói, anh bị em hận thành như vậy sao? Sở Yên Nhiên cười nói, hận sâu như biển, nàng lại lên đạn một lần nữa nói, buông ra, lần này em muốn mình bắn một lần. Thiếu đi Trương Dương trợ giúp, lần này thành tích của Sở tiểu thư xuất hiện khoảng cách trên diện rộng, chỉ bắn ra vòng 5 điểm. Sở Yên Nhiên cong môi anh đào buồn bực đi tới bên người Trương Dương, lần này mất linh. Trương Dương ngẩng khuôn mặt lên, vui tươi hớn hở nhìn nàng. Sở yên nhiên nói, em nghĩ như thế nào cũng đều là anh hướng về phía em cười, vẻ mặt cười xấu xa làm em không nỡ hạ thủ. Trương đại quan nhân nói, nhưng em vẫn nổ súng, nhà đầu, nếu thật sự muốn hướng về anh thì phải nhắm vào đầu, đừng bắn lệch. Đùa như vậy mới gọi là hành hạ. Sở yên nhiên nhỏ giọng nói, tiếc quá. Trương 484, loại trừ phản ứng một. Sau khi rời khỏi bá tràng, La Huệ Ninh trở về trung tâm khang phục, Trương Dương lại đi cùng với sở yên nhiên, vốn đã đồng ý đi xem thăng cờ với cô ấy, nhưng hôm nay muộn rồi, có điều cũng phải bù đắp một chút, sở yên nhiên bám lấy cánh tay Trương Dương, hai người đi lên quảng trường, vào ngày lễ quốc khánh, nơi đây là có không khí nhất. Nhìn lên lá cờ năm ngôi sao đang bay phất phơ trong gió, Trương Đại Quan Nhân mặt mày nghiêm túc, Sở Yên Nhiên nhìn thấy bộ dạng của hắn như vậy không nhịn nổi cười, hỏi: "Làm gì mà nghiêm túc vậy?" Trương Dương nói: "Đây là phản ứng tự nhiên, mỗi lần anh nhìn thấy cờ năm sao, lại cảm thấy mình đặc biệt thuần khiết, những tình cảm thuần khiết nhất trong tư tưởng đều được lôi ra hết." Sở Yên Nhiên nhẹ giọng nói: "Em cũng từng được xem lễ kéo cờ một lần, là ông ngoại đưa em đi, em còn nhớ rất rõ, lúc đó, khi ông nhìn thấy cờ đỏ năm sao từ từ được kéo lên, ông liền rơi nước mắt lúc đó em còn tưởng ông đang nhớ mẹ em trương dương nói chỉ có những người đã từng trải qua thời chinh chiến đích thân tham dự thành lập trung quốc mới mới có cảm giác này em không hiểu được đâu sở yên nhiên trêu chọc nói nói cứ như là anh đích thân tham gia vậy sở yên nhiên đứng ở trong quảng trường giúp trương dương chụp mấy tấm ảnh khi trương dương đứng lấy cảnh phát hiện trong khung cảnh có một bóng người quen quen đó là vợ của vương học hải điền linh trương dương ngẩng đầu lên Điền Linh cũng nhìn thấy hắn, vì chuyện của Vương Học Hải mà giữa Điền Linh với Trương Dương cũng có chút không thoải mái, thấy Trương Dương, cô ấy rõ ràng là có chút kinh ngạc ngại ngùng. Trương Dương chủ động bước tới, mỉm cười nói: "Chị Điền, trùng hợp quá, chị cũng đến quảng trường chơi à?" Điền Linh cười có chút gượng gạo: "Đúng là trùng hợp thật, tôi đưa bố mẹ đi chơi." Cô ấy chỉ tay về phía không xa nơi có một đôi vợ chồng già đang đứng. Bố mẹ cô ấy đều là cán bộ cấp cao, có điều bây giờ đã lui về rồi ở xa xa còn có một người thanh niên đó là em của điền linh điền quốc cường lúc trước đã bị trương dương cho một trận ở tân cảnh viên trương dương chào hỏi một chút bố mẹ điền linh lại giới thiệu sở yên nhiên với điền linh đây là bạn gái tôi sở yên nhiên điền linh cười nói thật là xinh đẹp trương dương nói nếu không phải vậy thì sao có thể trói buộc được tôi sở yên nhiên má hơi đỏ lên tên này chưa bao giờ biết khiêm tốn điền linh nói thôi không phiền hai người tâm sự nữa tôi cũng phải đi cùng với bố mẹ đây trương dương nói vậy cũng được có cơ hội thì cùng ăn bữa cơm nhé điền linh gật đầu xoay người đi về phía gia đình mình nhìn cô ấy đi rồi sở yên nhiên mới hỏi chị ấy là ai trương dương nói là vợ của vương học hải con người không tồi đáng tiếc cả nhầm người sở yên nhiên thở dài nói đàn ông sợ chọn nhầm ngành đàn bà sợ gả nhầm chồng bây giờ em cũng có chút lo sợ rồi trương dương giơ cánh tay mình ra Vui vẻ nói, đừng sợ, đợi sau khi kết hôn rồi, khi nào em cảm thấy bất mãn có thể trả lại hàng bất cứ lúc nào. Sở Yên Nhiên bám lấy cánh tay hắn, nói có nhận hàng hay không em còn chưa quyết định mà, nếu như anh còn không nghe lời thì em sẽ từ chối nhận hàng đấy. Trương đại quan nhân lắc lắc tay nói, chúng ta đã ký hợp đồng rồi, em mà từ chối nhận hàng anh sẽ thu tiền vi phạm hợp đồng của em. Sở Yên Nhiên nhíu mày lên, vi phạm thì vi phạm, em sợ anh chắc sở yên nhiên phát hiện ra sợ lo lắng của mình khi mới trở về nước là thừa thái, bất luận cô ấy và Trương Dương bao nhiêu lâu không gặp thì tình cảm đó vẫn không hề thay đổi, một chút cũng không nhạt đi. Cuộc gặp gỡ với Điền Linh làm cho Trương Dương nhớ tới Vương Học Hải, không thấy tên này có động tính gì, chắc là đã bị thanh thế của mình dọa sợ chết dí rồi. Trương Dương và sở yên nhiên chơi một lát ở quảng trường, rồi đến Vương Phủ tỉnh dạo một vòng, trời tối hai người đến cổ lâu ăn đêm, khi đến cổ lâu, Trương Dương đột nhiên nhớ tới một người, đầu bếp Tào Tam Bảo cũng ở gần đây, tài nghệ nấu ăn của ông ấy tuyệt đối là bậc nhất, nghĩ đến là đã thấy thèm, có điều cũng muộn rồi, đến thăm người ta có chút đường đột, cho nên Trương Dương từ bỏ ý định, cùng sở yên nhiên đi đến lân cận tìm một nhà hàng đặc sắc dùng bữa, phát hiện phía trước là một tòa tứ hợp viện có lập ngói xanh viết chữ, nhà hàng Tam Bảo. Trương Dương lòng thầm nghĩ chẳng nhẽ lại trùng hợp như vậy, lẽ nào một thời gian không gặp lão Tào cũng đã mở cửa hàng, nghĩ đi nghĩ lại lại thấy không đúng, trước đây là người nấu ăn cho lãnh đạo Trung ương, căn cứ vào sự suy đoán của Trương Dương, Tào Tam bảo bây giờ đã nghỉ hưu về nhà là để hưởng phúc, lão ấy chẳng thiếu thứ gì, lại không có vướng bận, không thể lại mở một nhà hàng để vất vả thêm được. Lòng mang đầy hiếu kỳ, Trương Dương và Sở Yên Nhiên bước lại gần nhà hàng, bước vào trong mới phát hiện ở giữa hàng lang có không ít người đang xếp hàng, bên trong đã chật cứng khách rồi. Sở Yên Nhiên lấy một số hai di từ nhân viên phục vụ không khỏi nhân mày nói thôi vậy chúng ta đến chỗ khác đi thế này chẳng biết phải đợi đến bao giờ trương dương nói với phục vụ đầu bếp chính của nhà hàng này là ông tào tam bảo hà phục vụ đó kiêu ngạo nói chính là ông tào trương dương vừa nghe liền vui mừng nói phiền cậu thông báo với ông ấy một tiếng nói là có bạn cũ đến tìm phục vụ đó nhìn thăm dò trương dương một lát mặt đầy nghi vấn trương dương quả thật còn quá trẻ nói là bạn của ông tào có chút khó tin phục vụ đó nói, ông chủ rất bận, chỉ sợ không có thời gian gặp anh. Cửa hàng đông khách, làm ăn tốt nên ngay đến phục vụ cũng trở nên ngạo mạn. Sở yên nhiên nhìn phục vụ đó liền có chút bực mình, cầm lá số ném trả lại hắn, dắt tay Trương Dương đi, không phải là ăn cơm sao, chúng ta đến tiêu tiền chứ không phải là đến để bị chọc tức. Trương Dương cũng chẳng muốn gây nhiều với một phục vụ bé nhỏ có kiến thức tầm thường đó, đang chuẩn bị bước đi với sở yên nhiên thì liền nghe thấy tiếng gọi lớn ở đâu đó, đây không phải là Trương Dương sao? Trương Dương quay người lại thì thấy Tào Tam bào mặc áo vải màu xám từ phía sau bước ra. Ông ấy đang định vào bếp thì không ngờ lại gặp được Trương Dương ở đây, Trương Dương cười nói, bác Tào, đúng là bác rồi. Tào Tam bào cười vui vẻ bước lại nắm lấy cánh tay Trương Dương, đến rồi thì không thể không vào, vào đây, tôi mời hai người bữa cơm phục vụ đó thấy Tào Tam bảo đối xử nhiệt tình như vậy mới trương dương, mới biết người thanh niên này không nói dối, vẻ mặt có chút ngượng ngùng, sở yên nhiên lườm lườm hắn, rồi cùng trương dương đi theo Tào Tam bảo vào trong tiểu lầu phía sau. Ông ấy đưa hai người vào gian phòng nhỏ chuyên dùng, bên trong đã bày biện mấy món nộp, vì đây là phía đông tiểu lầu, ba mặt đều có cửa sổ, cửa sổ gỗ đều được mở ra. Trương Dương nhìn qua nghĩ nhất định Tào Tam Bảo còn có khách, vội nói, bác Tào, Chúng tôi tốt hơn là không nên làm phiền bác." Tào Tam bảo cười lớn ha ha, "Nói phiền gì chứ, cậu cũng không phải là không quen biết, chính là tên chỉ biết ăn không xử thương Hải." Trương Dương nghe xong mới biết hóa ra là trưởng môn bát quái môn Sử Thương Hải, hôm nay thật là rất trùng hợp, không ngờ đến đây cũng gặp được ông ta. Khi đang nói thì xử Thương Hải cũng đã bước vào, thấy Trương Dương ông ta cũng rất vui mừng, nói, "Lúc nãy khi vừa xuống xe đã nghe tiếng nghỉ thước hót líu lo." hóa ra là có quý nhân đến. Tào Tam bảo nói, cậu bớt lẻo mép đi, cậu mà đòi nhìn thấy hỉ thước sao? Sử thương hải cười híp cả mắt, ấy. Tào Tam bảo mời khách khứa ngồi xuống, rồi cầm ra hai bình rượu nội cống mau đài, vui vẻ nói, thủ trưởng cũng tặng tôi đấy. Sử thương hải nói, bên tôi cũng có một mấy chai, vừa rồi định mang cho anh nhưng khi ra cửa lại quên mất. Tào Tam bảo nói, kiều bằng phi tặng cậu à? Sử thương hải gật gật đầu, Kiều Bằng Phi là tiểu đồ đệ của Sử Thương Hải, tận hiếu tâm là lẽ đương nhiên, Trương Dương sớm đã biết mối quan hệ của bọn họ, nhưng Tào Tam bảo lại biết rõ Kiều Bằng Phi như vậy, hắn cân nhắc một chút liền hiểu ra, lẽ nào thủ trưởng cũng mà Tào Tam bảo phục vụ trước đây là Kiều Bằng Phi. Trương Dương mở chai rượu ra, sở yên nhiên đứng dậy giúp bọn họ rót rượu vào ly, cũng rót cho mình một ít. Tào Tam bảo nâng ly rượu lên nói, tối nay quả là vui, bạn bè đều tụ họp ở đây cả, lâu lắm không gặp mặt rồi, nào, uống. Trương Dương một hơi uống sạch chén rượu, Sử Thương Hải cũng một hơi uống hết, Tào Tam bảo bây giờ tuổi tác đã cao, tử lượng không còn được như trước nữa, chỉ uống một hớp, sở yên nhiên cũng chỉ nếm một chút rồi thôi. Trương Dương mỉm cười nói, bác Tào sao lại đột nhiên muốn mở nhà hàng vậy? Tào Tam bảo cười nói, nhà hàng này không phải là tôi mở, là do đồ đệ từ thường chí mở, nó sợ làm ăn không tốt cho nên mời tôi đến giúp đỡ, thực ra tôi chỉ là treo cái danh lên thôi, còn không làm gì cả, mỗi ngày tôi đều ở trong căn phòng nhỏ này uống trà thưởng rượu, cũng tiêu diêu tự tại. Sử Thương Hải nói, chiêu bài của anh đúng là máy sinh tiền vô hình. Tào Tam bảo nói, cái gì mà máy sinh tiền vô hình, một mình tôi đã sống hơn nửa đời người, không con không cháu, hoàn toàn không có vướng bận gì, tiền nghỉ hưu tiêu cũng không hết. chương 484, loại trừ phản ứng 2. Mấy món ăn này đều là do Tào Tam bảo đích thân làm, sở yên nhiên ăn vào khen ngợi không ngớt. Tào Tam bào chưa từng gặp sở yên nhiên, Trương Dương liền giới thiệu cô ấy với mọi người. Sử Thương Hải đã từng nghe cái tên sở yên nhiên, lần trước đồ đệ của mình Kiều Bằng Phi cũng chính vì làm phiền cô gái này mới bị Trương Dương đánh cho một trận như tử. Đến tận bây giờ rất nhiều đệ tử của bát quái môn đều coi Trương Dương như kẻ thù. Sử Thương Hải rất có phong thái tông sư, ông ta chủ động kính rượu sở yên nhiên, nói cô sở, tôi quản giáo đồ đệ không nghiêm, trước đây đã có chỗ mạo phạm đến cô vẫn mong cô sở lượng thứ sở yên nhiên mỉm cười nói bác xử khách sáo rồi việc đó không liên quan đến bác bác là sư phụ nhưng cũng không thể cả ngày đi giám sát bọn họ được tào tam bảo không biết xảy ra chuyện gì muốn hỏi đến tận cùng xảy ra chuyện gì vậy trương dương cười nói chuyện đã qua rất lâu rồi thôi không nhắc đến nữa sử thương hải nói lòng dạ trương dương còn tốt hơn nhiều đám đồ đệ của tôi rồi ông ta nâng chén rượu lên uống cạn với Trương Dương. Trương Dương vừa uống hết chén rượu liền cảm thấy dạ dày đau nhói, hắn không nhịn được mà nhíu mày lên, lập tức cảm thấy chân khí ở đan điền có chút khác lạ, tình trạng này gần đây đã xảy ra mấy lần. Sử Thương Hải ngồi đối diện Trương Dương, hắn quan sát một lát là phát hiện ra, vẻ mặt thay đổi lúc nãy của Trương Dương không thể qua được mắt ông ta, Sử Thương Hải nói cậu không khỏe à? Trương Dương cười nói, có thể là hai hôm nay hơi mệt không chịu được nhiều rượu. Nói xong câu này, bụng của Trương Dương càng đau hơn nhiều, Trương Dương cố nhịn cơn đau, đứng dậy, nói: "Xin lỗi, thất lễ một chút." Sở Yên nhiên quan tâm hỏi: "Anh làm sao vậy?" Trương Dương cười nói: "Không sao, anh ra ngoài một chút." Trương Dương bước ra ngoài, đi về phía nhà vệ sinh mấy bước, lại cảm thấy chỗ đan điền đau như có dao cắt, mò tay hắn ấn vào tường, cố gắng không để gục xuống. Từ sau khi điều trị vết thương cho Thường Hải Tâm, tốc độ hồi phục chân khí trong cơ thể cực kỳ chậm chạp, hơn nữa điều càng làm cho Trương Dương hao tâm tổn sức là hai luồng chân khí khác nhau xung kích lẫn nhau, không có cách nào hóa giải được. Từ phía sau một người đỡ lấy cánh tay hắn, một tay khác nắm lấy mạch của hắn, Trương Dương quay mặt lại, lại là sử thương hải đi theo hắn ra, chắc chắn những hành động lúc nãy của hắn đều đã bị ông ta nhìn thấy rồi. Sử thương hải kiểm tra mạch của Trương Dương một lúc, bất giác mặt biến sắc, thấp giọng nói, cậu đã luyện loại võ công gì, chân khí đã đi trạch hướng có triệu chứng tổ hỏa nhập ma trương dương biết những lời này của sử thương hải không phải là nói mò cười khổ nói nói ra thì dài lắm sử thương hải nói cậu nghỉ ngơi trước đi điều hòa lại cơ thể một chút rồi tính ông ta ấn lòng bàn tay vào hậu tâm của trương dương một luồng nội lực hùng hậu được truyền qua giúp cho nội khí xung đột trong người trương dương tạm thời biến mất qua một lúc trương dương mới mở mắt ra thở phào nói thật là nguy hiểm lưng áo của hắn đã bị mồ hôi làm ướt đẫm. Sử thương hải nói, công lực của cậu bây giờ đã yếu hơn rất nhiều so với lúc trước tôi gặp cậu, ngay cả một phần mười cũng không tới. Trương Dương nói, mấy ngày trước tôi có luyện một loại võ công, không ngờ nó lại tương khắc với nội lực, làm loạn chân khí, làm cho công lực bị suy giảm mạnh. Sử Thương Hải thở dài nói, là công phu gì mà lợi hại thế? Trương Dương nói, nó giống như phản ứng bài trừ trong thuốc, bây giờ đã gây ra hậu quả, tôi có hối hận cũng vô dụng. sử thương hải gật đầu nói, trở về rồi tính. trước khi cậu chưa tìm ra được cách hóa giải thì tốt nhất đừng động đến nội lực, nếu không sẽ lại làm thương kinh mạch, gây ra hậu quả không thể cứu vãn được. trương dương hiểu rõ tình hình của mình hơn bất kỳ ai. âm sát tu la trưởng tương khác với nội công của hắn, hắn vì muốn giúp thương hải tâm hồi phục dung nhan đã mạo hiểm tu luyện lại công phu này. nếu như có có như vậy thì hắn có thể nhanh chóng hồi phục, nhưng sau đó lại vì cứu an ngữ thần đả thông kinh mạch đang tắc của cô ấy mà lại không tiếc mình sử dụng phương pháp kim châm huyệt đạo, kích phát tiềm năng, để cho nội công tăng lên mấy lần, nội công tăng lên đồng thời làm cho sự tổn thương với cơ thể cũng tăng lên. Trương Dương vốn nghĩ rằng qua một thời gian tu luyện có thể làm cho kinh mạch bị tổn thương dần dần hồi phục lại, nhưng bây giờ xem ra tốc độ hồi phục cực kỳ chậm chạp, hơn nữa còn vô cùng nguy hiểm. Trương Đại Quan Nhân lại không hề hối hận, sự bác ái cũng cần phải trả giá, hắn trân trọng từng người con gái bên mình vì thế cái giá phải bỏ ra nhiều hơn rất nhiều người khác quá trình phục hồi của hắn đã gặp một vấn đề rất khó giải quyết công lực hồi phục thì sự xung đột giữa hai luồng chân khí khác nhau trong người cũng tăng mạnh lên có một chút giống với lệnh hồ sung khi luyện hấp tinh đại pháp trong tiếu ngạo giang hồ điều không giống là thứ gây ra sự hỗn loạn cho lệnh hồ sung là luồng chân khí của người khác còn của trương dương lại là từ bản thân mình so với ông ta mà nói thì vấn đề của hắn có lẽ là dễ giải quyết hơn một chút nếu như không thử phục hồi nội công thì cơ thể Trương Dương sẽ không tồn tại vấn đề xung kích chân khí. Nhưng trong cái thế giới bây giờ, võ công vẫn có một vị trí tương đối quan trọng, nên bảo hắn vứt bỏ võ công, hắn nhất định sẽ không cam tâm tình nguyện. Sau khi Trương Dương và Sử Thương Hải trở về phòng, hai người một chữ cũng không nhắc đến chuyện vừa nãy, Trương Dương vẫn tươi cười nói chuyện như lúc trước, nhưng hắn cũng không dám ở lại lâu, sợ lại xảy ra tình trạng như lúc nãy, nên ngồi thêm một chút rồi đứng dậy cáo từ sở yên nhiên thấy trương dương có chút khác lạ sau khi lên xe liền dịu dàng nói anh làm sao vậy trương dương nói anh không sao có thể là lúc chưa đồ ăn hơi nhiều dầu ăn vào làm bụng hơi khó chịu sở yên nhiên sao có thể tin cô ấy đưa tay lên sờ sờ chán hắn thấy nhiệt độ không có gì khác thường mới yên tâm lại nhẹ giọng nói có phải là do dầm mưa không trương dương cười nói cơ thể anh khỏe mạnh như trâu một chút mưa căn bản không thể làm gì được anh cả sở yên nhiên nói đi về đi chúng ta đến chỗ manh manh trương dương nói hai phòng cách nhau một hành lang anh ngủ ở đâu sở yên nhiên cười nói đương nhiên là ở hành lang trương dương nói thôi đi thiên trì tiên sinh đã cho anh căn nhà ở hương sơn chi bằng chúng ta đến đó đi sở yên nhiên mặt hơi ửng đỏ nghĩ ngợi rồi có chút do so dự nói nhưng manh manh biết chúng ta đến trương dương nói vậy anh với em trở về rồi anh ngủ ở hành lang em không sợ nửa đêm anh phá cửa chui vào à? Sở yên nhiên cười nói, anh dám, anh ngủ với tiểu hoan, em ngủ với manh manh. Thật là đố kỵ với tần manh manh quá. Trương đại quan nhân mồm thì nói như vậy nhưng trong lòng lại có chút trầm lắng. Nếu như không nhanh chóng tìm cách khống chế sự xung đột của chân khí thì sẽ giống như sử thương hải nói, sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Trở về nhà tần manh manh, Trương Dương ngồi một lát rồi mượn cớ ở đây quá chật nên về Hương Sơn ở, sở yên nhiên thấy cử chỉ của hắn như bình thường nên cũng yên tâm, nhẹ nhàng nói anh đi về cẩn thận chút nhé. Cô ấy đưa Trương Dương xuống lầu, nắm lấy tay hắn hồi lâu mà không chịu buông ra. Trương Dương nói, em lên đi, sáng ngày mai anh đến đón em. Hắn biết sở yên nhiên tuy rất phóng khoáng nhưng trong lòng lại vẫn rẻ rặt, đây cũng là một trong những nguyên nhân tại sao hai người quen nhau lâu như vậy mà vẫn không đi được tới bước cuối cùng đối với trương dương mà nói vấn đề quan trọng bây giờ chính là tìm ra cách khống chế sự xung kích chân khí hắn không muốn để sở yên nhiên lo lắng cho mình sở yên nhiên gật gật đầu xoay người bước lên cầu thang bước được mấy bước lại luyến tiếc quay đầu lại trương dương vẫy vẫy tay hắn biết nếu như hắn kiên trì đưa cô ấy đi sở yên nhiên nhất định sẽ không cự tuyệt nhưng trương dương không dám hắn sợ vạn nhất chân khí lại xung đột sẽ làm cho sở yên nhiên sợ Trương Dương lái chiếc xe của hắn phi đi trong đêm, hướng về phía Hương Sơn. Đến được chỗ Lão Thiên chỉ để lại cho hắn đồng hồ đã điểm giữa đêm, Trương Dương lấy chìa khóa ra, mở cửa bước vào trong. Sau khi Lão Thiên chỉ qua đời, căn phòng này đã được tặng cho Trương Dương, mà Trương Dương lại ở Giang Thành, không thể ở lại Bắc Kinh lâu được, cho nên bình thường nhiệm vụ lau dọn căn nhà này được giao lại cho Trần Tuyết. Trương Dương vừa mới bước vào sân thì nhìn thấy đèn trong phòng sách vẫn sách, hắn chợt giật mình, lẽ nào trần tuyết đang ở đây tiếng cửa phòng vang lên cửa mở ra quả nhiên là thấy trần tuyết từ trong phòng sách bước ra trần tuyết nhìn thấy trương dương lại không cảm thấy quá kinh ngạc dù sao người có chìa khóa căn nhà này cũng không nhiều trần tuyết không hề tỏ ra vui mừng gì dường như trương dương vốn là nên ở đây chưa từng rời đi bao giờ vậy cô ấy nói anh đến rồi trương đại quan nhân có chút tò mò cô biết tôi đến sao trần tuyết lắc lắc đầu Trương Dương sau khi trùng sinh không lâu đã quen biết Trần Tuyết, từ khi hai người quen biết đến nay, sự lạnh lùng của Trần Tuyết chưa bao giờ thay đổi, Trương Dương đã quen với tính cách của cô ấy. Hắn tuy bớn cợt với đời, vui chơi phòng Trần, nhưng trước mặt Trần Tuyết lại rất ít khi đùa cợt, điều này cũng có liên quan đến tính cách lạnh lùng của Trần Tuyết. Trần Tuyết nói, nơi này vốn thuộc về cậu mà. chương 484, loại trừ phản ứng 3. Cô ấy chỉ tay vào gian phòng phía đông, ở đó đi, Phòng đó tôi đã quét dọn rồi." Trương Dương gật gật đầu, Trần Tuyết về phòng lấy chìa khóa, mở cửa phòng, Trương Dương bước vào trong, Trần Tuyết nói, "Nước trong phòng tắm tôi vừa mới cắm, một lát nữa mới dùng được." Rồi cô ấy mở tủ, ôm cái chăn lông ra nói, "Đêm trong tối khá lạnh, phải đắp nhiều một chút." Trương Dương cười nói, "Yên tâm đi, tôi biết tự chăm sóc mình mà." Trần Tuyết nói, "Ngủ sớm đi." Nói rồi cô ấy quay người rời khỏi như không có chuyện gì trương dương có lẽ còn muốn nói mấy câu với cô ấy nhưng bây giờ hắn quả thực không có tâm trạng hắn đang đối mặt với một vấn đề nan giải nhất từ khi trùng sinh tới nay muốn khắc phục được sự xung đột chân khí thì cách tốt nhất là tán bỏ hết tất cả nội lực đi và tu luyện lại từ đầu nhưng như vậy chẳng khác nào hắn lại biến thành một người bình thường trương đại quan nhân xuyên việt từ triều đại tùy đến đây mà phần nội lực lại không hoàn toàn mất đi nhưng bây giờ lại phải bỏ hết nội lực đi tận trong thâm tâm hắn thật không nỡ nhưng nếu như không đẩy chúng ra thì nội lực càng hồi phục nhiều thì mối nguy hiểm gây hại cho cơ thể hắn càng lớn, nếu cứ phát triển tiếp như thế này thì sau này có thể sẽ không làm gì được nữa. Trương Dương thầm thở dài, thầm an ủi mình, cho dù có mất đi nội lực, tu luyện lại từ đầu thì cũng không có gì, dù sao hắn vẫn còn trẻ, căn cơ võ công vẫn còn, chỉ cần chăm chỉ tu luyện thì nội trong 3 năm sẽ thành. Trương Dương tắt đèn, khoanh chân ngồi trên giường, hai tay đan vào nhau tu luyện võ công cần phải hao tổn vô số thời gian, nhưng hóa bỏ đi nội công thì chỉ cần trong chốc lát. Trương Dương do dự một hồi, khi hắn chuẩn bị hạ quyết tâm thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài có một giọng nói nhỏ truyền tới, tuy rất nhẹ, nhưng vẫn không thể thoát qua được tai Trương Dương. Trương Dương đi giày vào, mở cửa bước ra, sương mù đầy trời, ánh trăng lờ mờ, một con mèo đen đang ngồi xổm trên mái hiên, kêu lên những tiếng thê lương. Trương Dương lắc lắc đầu, tai của mình thật là chẳng được việc gì, đến tiếng kêu của mèo mà cũng không nghe ra. Khi Trương Dương chuẩn bị xoay người bước đi thì con mèo đó lại đột nhiên phát ra tiếng kêu kinh hãi, một đạo ánh sáng màu tím như điện phóng về phía hắn, Trương Đại Quan Nhân trong lòng chợt giật này, không ngờ loại trồn phát quang này lại có thể xuất hiện ở căn nhà cũ của thiên trì tiên sinh. Trương Dương cũng không kịp suy nghĩ, sơ lòng bàn tay ra đập tới, thân pháp con trồn phát quang đó linh hoạt đến cực điểm, trong không trung biến hóa thân hình, tránh được trưởng này của Trương Dương. Cắn một miếng vào cổ hắn. Trương Dương hoảng hốt, chỉ cảm thấy hàm răng sắc nhọn của con trồn đó đã cắn vào máu thịt của hắn, tay phải hắn nắm lấy thân nó dùng hết sức bóp chết nó. Cho dù công lực của Trương Đại Quan Nhân không còn được như trước nữa, nhưng trong lúc sinh tử, tiềm lực của hắn hoàn toàn được bộc phá ra, gần như dùng hết sức, con trồn đó cho dù có lợi hại thì dù sao cơ thể vẫn là máu thịt, rồi chỉ nghe thấy tiếng rắc rắc vang lên, xương cốt của nó đã bị Trương Dương bóp gãy vụn. Trước khi chết nó còn cố cắn một nhát lên mu bàn tay của Trương Dương, đau đến nỗi làm cho Trương Dương phải kêu lên, hai tay cầm lấy con trồn phát quang dơ lên, ném mạnh vào bức tường không xa, rồi nó rơi bịch xuống như một đống thịt nát. Trần Tuyết nghe thấy động tính liền chạy ra khỏi phòng sách, lại thấy trên tay Trương Dương toàn là máu, trên cổ cũng có máu tươi, hắn lại còn quay lại cười cười với Trần Tuyết. Dưới ánh trăng khuôn mặt hắn vô cùng thảm hại, Trương Đại Quan Nhân hơi lắc lắc người rồi hai chân mềm ra và ngã xuống đất. Đôi mắt luôn lạnh lùng của Trần Tuyết cuối cùng cũng không giấu nổi sự quan tâm, cô ấy hô nhẹ lên rồi chạy tới, ôm lấy Trương Dương tránh để cho đầu hắn chạm xuống đất. Cô kéo Trương Dương trở về phòng của hắn, đặt hắn lên giường, thấy cổ Trương Dương vẫn không ngừng chảy ra máu màu đen, Trần Tuyết năm đó cũng từng bị trồn phát quang cắn trúng vai, là Trương Dương đã cứu cô ấy, cô ấy vừa nhìn đã biết là xảy ra chuyện gì. Trần Tuyết không nghĩ ngợi nhiều, chạy tới, kề đôi môi vào cổ Trương Dương, rồi hút từng ngụm máu độc ra, trồn phát quang là loại động vật ăn côn trùng độc, vết thương mà nó cắn hôi tanh vô cùng. Trần Tuyết chỉ hút được mấy lần là đã phải chạy ra một bên để nôn, nôn xong lại tiếp tục hút máu độc ra, cho đến khi máu ở vết thương đã chuyển từ đen sang đỏ mới dừng lại, rồi cô ấy lại tiếp tục chuyển sang hút máu ở vết thương trên tay. Điện thoại của Trương Dương không ngừng đổ chuông, tiếng chuông làm cho Trương Đại Quan Nhân đang hôn mê tỉnh lại, hắn thấp giọng nói, đừng có. Trần Tuyết không nói gì, cởi chiếc áo phông của Trương Dương ra, Phát hiện trên ngực hắn còn có hai vết cắn của con trồn phát quang, Trần Tuyết lại cúi người xuống hút, dùng lực hút máu độc ra. Trương Dương đưa tay ra ngăn Trần Tuyết, "Đừng." Trong đôi mắt xinh đẹp của Trần Tuyết hiện ra một sự kiên định, trên thế giới này không có ai có thể thay đổi ý định của cô ấy, cô ấy nhẹ nhàng đẩy tay Trương Dương ra, cúi đầu xuống tiếp, đôi môi liên tục chạm vào ngực Trương Dương. Bên ngoài hình như có thứ gì đó rơi xuống, Trần Tuyết quay đầu lại nhìn, nhưng không thấy gì. Quay lại nhìn máu chảy ra từ ngực Trương Dương cuối cùng cũng chuyển sang màu đó, cô ấy liền lau miệng, đứng dậy ra cửa, lại thấy có ánh sáng xanh lấp lóe trên mặt đất, bước lại gần nhìn thì đó là một chiếc điện thoại, Trần Tuyết bất giác cau mày, cửa lớn không mở, có lẽ có người trèo qua tường mà vào, cô ấy vội vã ra ngoài, mở cửa lớn thì nhìn thấy một chiếc ô tô từ từ đi xa, đèn hậu càng lúc càng nhạt màu đi cho đến lúc hoàn toàn biến mất. Khi Trương Dương tỉnh lại, Phát hiện Trần Tuyết đang dùng khăn để lau máu loang trên người mình, hắn yếu ớt hô một tiếng, "Gượng dậy, đỡ tôi vào phòng tắm, tôi muốn vận nội công ép chất độc còn lại ra." Trần Tuyết liền đỡ lấy hắn, sau khi Trương Dương bị trúng độc cơ thể đã yếu đi rất nhiều, trọng lượng cả người hắn như đè lên Trần Tuyết, khó khăn lắm mới đến được phòng tắm. Trần Tuyết làm theo lời hắn dặn, đổ đầy nước nóng vào bồn tắm, Trương Dương ngồi vào bên trong, nói với Trần Tuyết, "Phương thuốc mà tôi đã từng kê cho cô cô còn nhớ không?" Trần Tuyết nói, "Nhớ, những loại thuốc đây vẫn còn một ít, ở trong phòng sách." Trương Dương gật đầu nói, "Mau, chấm MAU đi sắc rồi uống đi, đi đi." Trần Tuyết nói, "Anh không cần phải lo cho tôi, tôi không sao." Trương Dương nhắm mắt lại nói, "Mau đi đi." Trần Tuyết không dám làm ảnh hưởng đến việc vận công ép độc của hắn, liền bước ra ngoài rồi nhìn chiếc điện thoại vẫn đang sáng, trong lòng không khỏi thấy lo lắng. Trương Dương mấy lần thử mà không có cách nào tụ hợp được hai luồng chân khí trong người lại được, hắn vốn đang do dự có nên phá bỏ công lực không, nhưng con trồn phát quang đó cắn hắn làm cho công lực tan ra, bây giờ căn bản không cần phải do dự nữa. Trần Tuyết không lâu sau đã sắc xong thuốc, Trương Dương uống một ít, Trần Tuyết cũng uống một bát. Trương Dương nhìn thấy Trần Tuyết vẫn bình thường mới yên tâm. Trần Tuyết tuy đã hút được lượng máu độc lớn trong người Trương Dương ra, nhưng vẫn còn một phần chảy vào trong cơ thể hắn. Trương Dương cười khổ nói, thật không ngờ con trồn phát quang này lại cố ý đến báo thù. Trần Tuyết nói, anh cảm thấy khỏe hơn chưa? Trương Dương đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm, người ướt sũng, người lắc lư, phải có sự trợ giúp của Trần Tuyết hắn mới đứng vững lại được, hắn thấp giọng nói, tôi không có cách nào tụ hợp được nội lực, không có cách nào ép chất độc còn lại ra. Trần Tuyết nói, thế chẳng phải là vẫn rất phiền phức sao, hay là để tôi giúp anh? Trương Dương nói, cô định giúp tôi kiểu gì? Trần Tuyết nói: "Nội lực của tôi cũng là tiểu thừa, nếu như trước đây với nội lực hùng hậu của anh tôi đương nhiên là không giúp được gì, nhưng bây giờ chân lực bên trong của anh cũng chẳng còn lại mấy, mạnh hơn người thường chẳng bao nhiêu, tôi giúp anh ép độc tố ra cũng nắm chắc mấy phần." Trương Dương gật gật đầu, sự việc đến nước này, nếu như cứ để cho độc tố tự do ở lại trong cơ thể thì chỉ sợ hậu quả vô cùng khó lường, hắn đã từng lĩnh giáo nội lực của Trần Tuyết, nội công mà Trần Tuyết tu luyện là từ lão đạo sĩ Lý Tín Nghĩa. Với tính cách lạnh lùng của cô ấy, vừa hay có thể làm được, tâm vô ngoại vật tu luyện sớm sẽ có kết quả, để cô ấy thử một chút cũng không sao. Trương Dương ngồi lại vào trong bồn tắm, nói với Trần Tuyết, "Cô đến phòng sách của Thiên Chỉ tiên sinh, trước đây tôi có từng để một hộp kim châm tại đấy." Trần Tuyết gật đầu, một lát sau đã cầm hộp kim châm tới, đốt ngọn đèn rượu cồn rồi đặt lên trên kệ phòng tắm. Trương Dương sau khi hơ kim châm qua lửa liền tự châm vào thất đại huyệt của mình, sau đó nói có thể bắt đầu rồi trần tuyết đến phía sau lưng hắn ngồi vào trong nước cánh tay đưa ra vận khí rồi đập vào lưng hắn một luồng khí được truyền sâu vào kinh mạch của trương dương người trương dương rung lên công lực của trần tuyết tuy không thâm hậu nhưng dòng suối chảy không ngừng vào trong kinh mạch hắn trương dương lòng thầm vui mừng không ngờ tu vi của trần tuyết đã đạt đến mức độ này sự sao động của hắn lập tức bị trần tuyết phát hiện trần tuyết nói tập trung một chút đi có sai sót gì chúng ta e rằng sẽ chẳng còn mạng nữa trương dương thầm giật mình hắn đột nhiên nhận thức được công lực của mình giờ đã mất đi rất nhiều, vào lúc này càng cần phải chuyên tâm, nếu không chính là vô trách nhiệm với bản thân và cả vô trách nhiệm với Trần Tuyết. Nếu như nói nội công của Trần Tuyết như nước chảy vậy kinh mạch bây giờ của Trương Đại Quan Nhân cũng giống như mảnh đất khô nứt nẻ, nội lực của cô ấy nhu hòa tinh khiết, đối với Trương Dương mà nói là luồng khí thích hợp nhất. chương 485, trong nắng sớm 1. Cùng với sự chuyển động vào sâu của nội lực, khí đen trên mặt trương dương càng lúc càng đậm, một lúc lâu, hắc khí bắt đầu chuyển nhạt, từ chỗ kim châm vào liền chảy ra những dòng máu màu đen, cuối cùng sắc ra trương dương cũng đã hồi phục lại bình thường, nhưng móng tay trái của hắn lại trở nên đen xì, trương dương mở to mắt ta, một tay rút kim châm rồi lại lần lượt cắm vào đầu ngón tay, sự đau đớn càng làm cho hắn tỉnh táo hơn. Trương Dương nhúng tay trái vào trong bồn tắm, máu đen dần dần chảy ra, rất nhanh nước trong bồn tắm đã nhiễm đen. Trần Tuyết cảm thấy nội công của mình bắt đầu gặp trở ngại, cơ năng phòng ngự trong người Trương Dương bắt đầu hồi phục, nội công Trần Tuyết như đã kêu gọi thành công nội lực đã ngủ từ lâu trong người Trương Dương. Hai luồng nội lực nóng lạnh khác nhau của Trương Dương bắt đầu bốc lên trong đan điền, chúng xung kích nhau làm cho xương cốt Trương Dương như muốn nứt ra, đau không muốn sống. Trương Dương trong lòng vô cùng buồn bực, hận không thể gào lên, hắn thực sự không có cách nào chịu đựng được sự dày vò đau khổ như thế này, hắn muốn đứng lên. Trần Tuyết đã sớm nhìn ra biểu hiện khác lạ của hắn, liền chỉ ngón tay vào đại nhã huyệt của hắn, tay trái di chuyển một vòng rồi áp sát vào chỗ đan điền của hắn, nội công lại truyền vào cơ thể hắn. Trong lúc mấu chốt này, Trương Dương nhận được sự giúp đỡ của cô ấy đúng như người sắp chết khát gặp được một giọt sương ngọt, tinh thần rung động lên, sự hỗn loạn trong đầu cũng dần tĩnh lại. Trần Tuyết lại cảm thấy hơi hướng trong cơ thể Trương Dương hình thành hai luồng chính phản khác nhau, nóng lạnh khác thường. Nội lực của cô ấy đều đã bị nạp hết vào cơ thể Trương Dương. Khi áp chặt tay vào lưng Trương Dương có thể cảm thấy cơ thể hắn nửa nóng nửa lạnh. Là người ngoài mà cũng có thể cảm giác được sự biến hóa cực đại như vậy thì áp lực và sự dày xéo trong người mà Trương Dương phải chịu có thể đoán cũng biết. Trương Dương cảm thấy cơ thể mình như chia làm hai nửa, một nửa như bị ném vào trong vùng tuyết đóng băng, một nửa lại bị rơi vào trong vùng nắng nóng như thiêu như đốt, hai luồng sức mạnh nóng lạnh khác nhau phát tác dụng cùng một lúc cột sống của hắn như muốn nứt đôi ra. Nhưng trong lúc đang đau đớn lại cảm thấy một luồng khí tươi mát đang thấm dần vào trong, áp chế bất sự xung kích kịch liệt của hai luồng sức mạnh kia. Nội lực mà Trần Tuyết tu hành đã có tác dụng trị thương thần kỳ, không những khơi dậy nội lực đang ngủ say của Trương Dương mà còn làm cho hai luồng nội lực khác biệt này dung hòa lẫn nhau, chắp nối vào nhau. Lúc này sự đau đớn mà Trần Tuyết phải chịu không hề ít hơn Trương Dương, cơ thể nhỏ nhắn của cô ấy áp vào Trương Dương, Nội lực trong cơ thể đã trở nên không thể khống chế, nhanh chóng chảy biến mất vào trong cơ thể Trương Dương. Nội lực của Trần Tuyết Phi tuy đã có căn cơ rất tốt, nhưng so với Trương Dương thì vẫn là một trời một vực, nội lực trước đây của Trương Dương không phải hoàn toàn mất đi, chỉ cần có cơ hội thích hợp thì nó sẽ nhanh chóng phục hồi lại, mà vừa hay Trần Tuyết lại dùng nội lực kích hoạt lại nội lực ngủ say của hắn, làm cho nội lực của Trương Dương phục hồi lại. Trần Tuyết cảm thấy nội lực của mình càng lúc càng yếu, cả người như muốn rã ra hai luồng khí trong người trương dương lại bắt đầu tình lại chúng bắt đầu tuần hoàn lưu động từ trong ra ngoài làm cho nước trong bồn tắm xoay chuyển bắn lên tung tóe dòng nước xoay chuyển càng lúc càng nhanh cuối cùng hình thành một vòng xoáy nước bao quanh lấy người trương dương trần tuyết nhìn cảnh tượng kỳ dị trước mắt dường như không thể tin nổi vào mắt mình trong màn nước trương dương trở nên mờ mịt trần tuyết đưa ngón tay tới cẩn thận chạm vào màn nước màn nước rung lên rồi lại cuốn sát hơn vào người trương dương Trần Tuyết lo mình sẽ gây ra ảnh hưởng tới Trương Dương, nên dùng chút sức cuối cùng rời khỏi bồn tắm, dựa vào tường, lại thấy bồn tắm đã hiện ra cả đáy, xoáy nước đã ôm trọn Trương Dương bên trong, phạm vi cũng bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng phủ kín cơ thể Trương Dương, hình thành một màn nước màu đen trong suốt một nửa, màn nước hoàn toàn dừng chuyển động, áp chặt vào người Trương Dương và đóng thành băng. Trần Tuyết bất giác có chút sợ hãi, so với thiếu nữ bình thường, nội tâm của cô ấy kiên cường hơn nhiều nhưng cảnh tượng kỳ dị trước mắt vẫn làm cho cô ấy lo lắng không thôi cô ấy đưa tay tới sờ vào cái thứ đang bọc lấy người trương dương nó lạnh khác thường quả nhiên là băng trần tuyết lập tức hoảng loạn cô ấy run giọng nói trương dương trương dương ngay cả cô ấy cũng không thể nghe rõ được tiếng của mình lúc này cơ thể đã yếu đến cực điểm cảnh vật trước mắt dần mờ đi cuối cùng quá mệt mỏi trần tuyết đã không chống cự lại nổi mà ngất lịm đi Lúc này lớp bằng màu đen trong suốt một nửa bao lấy người Trương Dương bắt đầu nứt ra, những tiếng nứt lách tách vang lên, từng mảng băng màu đen rơi xuống, chỉ trong khoảng nửa phút ngắn ngủi, lớp băng bọc lấy người Trương Dương đã hoàn toàn rơi hết xuống. Trương Dương từ từ mở mắt ra, lớp băng trên lông mi đã tan thành những giọt nước li ti. Hắn thở phào một tiếng, nhìn lại đôi tay mình, phát hiện chỗ con trồn phát quang cắn giờ đã xe lại. Mấy vết thương trên người cũng không còn cảm giác tê ngứa nữa, hắn nhảy ra khỏi bồn tắm, thấy xung quanh bồn tắm toàn là mảnh vụn của băng, rồi thấy Trần Tuyết mặt mày tái nhợt đang nằm dưới đất. Hắn nhớ lại tình hình lúc nãy, cô gái nhỏ này đã mạo hiểm tính mạng của mình để giúp hắn ép chất độc ra rồi giờ trở nên yếu đuối như thế này, lòng hắn không khỏi cảm động và xót xa. Tuy Trần Tuyết bình thường đối với hắn không thân thiết cho lắm, nhưng đến thời khắc mấu chốt, hành động của Trần Tuyết lại chứng minh sự quan tâm của cô ấy đối với mình là hoàn toàn có thể hy sinh an nguy cá nhân. Trương Dương bế Trần Tuyết dậy đặt lên giường, Lúc này mới cảm thấy toàn thân là một mùi tanh hôi, nhớ ra lúc ép độc tố còn lại trong cơ thể ra vẫn chưa kịp tắm. Trở về phòng tắm, thấy chỗ băng lúc nãy đã tan ra, Trương Dương mở nước nóng, cởi quần áo, tắm gội một lượt, cảm thấy những sự đè nén khó chịu lúc nãy đã tan biến hết. Cảm thấy từng lỗ chân lông đều rất sảng khoái. Trương Dương thử vận nội công, cảm thấy nội lực trong cơ thể sinh sôi nảy nở, tuần hoàn không ngừng. Tuy có thể cảm thấy trong người vẫn có hai luồng nội lực khác nhau, nhưng giữa chúng đã không còn sự xung kích mãnh liệt như trước nữa, hai luồng nội lực này đã có thể dung hợp lại với nhau. Trương Dương mừng thầm, hắn cẩn thận vận khí một vòng, cảm thấy thể lực dồi dào, công lực trước đây dường như đã phục hồi được hơn một nửa, hắn vui mừng nhảy từ trong bồn tắm ra, quên mất mà dùng lực hơi mạnh, làm cho người bật cao lên, đầu suýt chút nữa đập vào trần nhà, may mà hắn kịp phản ứng lại, giơ tay ra đỡ, chỉ cần lực mạnh một chút nữa e là trần nhà sẽ bị hắn chọc thùng. Trương Dương vừa kinh ngạc vừa mừng, hắn tuy không biết mình phải chăng đã trừ hẳn được hiểm hòa tổ hỏa nhập ma hay chưa, nhưng có một điểm có thể khẳng định là nội công mà Trần Tuyết Tu Hằng đã có tác dụng phụ giúp trị liệu cho sự xung đột chân khí trong cơ thể hắn. Công lực trước đây đã hồi phục được hơn một nửa. âm sát tu la trưởng mà hắn tu luyện vẫn chỉ âm chí hàn, thăng long quyền lại là trí cương trí mãnh. hai loại võ công này là đúng lực chính phản lưỡng cực, còn nội lực của Trần Tuyết lại vừa hay có tác dụng làm cầu nối cho hai loại võ đó trong tình huống hiểm nguy vừa rồi, đúng là trong họa được phúc, nếu như không gặp được Trần Tuyết thì cho dù mình không bị trúng độc mà chết thì e là cũng không thoát khỏi số mệnh tẩu hỏa nhập ma. Hắn ra xe lấy áo thay, phát hiện bầu trời đã sáng dần, bình minh đang đến. Trương đại quan nhân đột nhiên có một cảm giác như vừa rời khỏi thế gian này trong khoảnh khắc, hắn liền đi ra xe, nhìn về phía chân trời, hít một hơi thật sâu, dẫm lên lớp lá phong đỏ trở lại nhà. Dưới ánh bình minh, ngôi nhà nhỏ giữa núi trở nên tĩnh mịch và đẹp đẽ hơn, làn xương mỏng bao phủ mái nhà. Ánh mắt Trương Dương lướt nhìn thấy xác con trồn phát quang, mùi máu tanh của nó đã phá vỡ sự hài hòa ở đây. Trương Dương liền cầm cái sẻng ở góc sân, đào một cái hố ở góc tường rồi chôn xác con trồn xuống. Làm xong tất cả, Trương Dương định quay trở lại phòng xem Trần Tuyết, thì phát hiện ra có một chiếc điện thoại ở dưới đất. Hắn hơi ngẩn ra, cúi người xuống nhặt chiếc điện thoại lên, mở nhật ký điện thoại ra xem, phát hiện một dãy toàn là số điện thoại của mình. Trong lòng Trương Dương như xuất hiện một lớp mây đen, hắn muốn nghiệm chứng sự thật đáng sợ, yên nhiên đã đến đây, tối qua khi Trần Tuyết điều trị vết thương cho hắn, yên nhiên đã đến đây. Trương Dương ấn số điện trong nhật ký, rất nhanh đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình reo lên trong phòng. Trần Tuyết bị tiếng chuông làm thức tỉnh, cô ấy như thể đã vượt qua một chặng đường dài gian nan, toàn thân dã rời, mệt mỏi. Trương Dương bước vào phòng, gấp điện thoại lại, tiếng chuông thôi đổ. Trần Tuyết như mơ hồ đoán ra được đã xảy ra chuyện gì, nhẹ giọng nói tối qua có người đến. Trương Dương gật đầu, hắn cười cười, ngồi xuống bên ngoài Trần Tuyết, một lúc mới nói là yên nhiên. Trần Tuyết nói, mau đi tìm cô ấy, giải thích rõ ràng với cô ấy, tôi nghĩ cô ấy sẽ hiểu. Trương Dương đưa tay chạm nhẹ vào trán Trần Tuyết, cảm thấy hơi nóng, nhẹ giọng nói, cô ốm rồi, tối qua vì giúp tôi ép độc tố mà công lực đã tiêu hao quá độ, tôi phải chữa bệnh cho cô. Trần Tuyết lắc đầu nói, không cần, mau đi giải thích với cô ấy đi. Trương Dương thấp giọng nói, chỉ e là giờ đã muộn rồi. Hắn vừa nói dứt câu thì chuông điện thoại lại đổ. Trương 485, trong nắng sớm 2. Trần Tuyết gật đầu với hắn, ý bảo hắn nghe điện thoại, có lẽ là sở yên nhiên gọi tới. Trương Dương nhấc điện thoại, là điện thoại của Tần Manh Manh, điện thoại vừa thông thì Tần Manh Manh đã tức giận chất vấn anh, Rốt cuộc là anh đã làm gì? Tối qua Yên Nhiên không từ mà biệt, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trương Dương nói, anh không biết. Anh, tối qua Yên Nhiên nói đi tìm anh nhưng cả đêm không về, vừa rồi mới gửi lại lời nhắn cho em, nói cô ấy về Mỹ rồi. Sao lại đột ngột như thế, lẽ nào anh không biết một chút gì sao? Trương Dương nghe được tin Sở Yên Nhiên đã về nước, liền có chút yên tâm. Hắn vẫn trả lời lại câu cũ, anh không biết. Tần manh manh bắt đầu ý thức được giữa Trương Dương và sở yên nhiên nhất định đã xảy ra vấn đề rất nghiêm trọng. Cô ấy nhẹ giọng nói, yên nhiên tốt với anh như vậy, anh lại không biết trân trọng, sau này nhất định sẽ hối hận. Trương Dương không nói gì, cúp điện thoại, quay lại thì nhìn thấy ánh mắt đầy ái ngại của Trần Tuyết. Trần Tuyết nhẹ giọng nói, xin lỗi, nếu như không phải tại tôi thì cô ấy đã không hiểu lầm. Trương Dương mỉm cười, những việc ám muội gây ra hiểu lầm trong thế gian này thật là quá nhiều, một con trồn phát quang đã gây ra hai lần sợ yên nhiên hiểu lầm hắn. Lần thứ nhất là Trần Tuyết bị cắn, hắn vì giúp Trần Tuyết trị thương mà bị sợ yên nhiên hiểu lầm, lần đó sợ yên nhiên đi chưa xa, sự giải thích của hắn còn được chấp nhận. Lần thứ hai chính là tối qua, người bị cắn lại biến thành hắn, người cứu hắn lại là Trần Tuyết, giữa bọn họ đã có sự đổi vị trí cho nhau, nhưng ai biết được sợ yên nhiên lại đến đúng vào lúc đó, rồi thấy cảnh tượng lúc đó của hai người. Cũng có thể là ông trời cố tình trêu chọc bọn họ, làm cho tình cảm của bọn họ đầy sóng gió. Trần Tuyết nhỏ giọng nói, có cơ hội, tôi nhất định sẽ giải thích cho cô ấy hiểu, giữa chúng ta không có bất cứ một mối quan hệ nào hết. Trương Dương lắc đầu, có quan hệ, cô từng cứu tôi, tôi từng cứu cô. Một câu nói rất đối bình thường như lại thể hiện ra được quan hệ không bình thường chút nào giữa bọn họ, Trần Tuyết đột nhiên nhận thức được có những chuyện không thể xóa đi, quan hệ giữa cô ấy và Trương Dương đã vô tình trở thành cùng chung hoạn nạn. Sở yên nhiên bỏ đi tuy làm cho Trương Dương cảm thấy mất mát vô cùng, nhưng hắn tin tưởng rằng tình cảm của bọn họ là chân thành, tuyệt đối sẽ không chỉ vì chút hiểu lầm mà rời bỏ nhau. Tâm cảnh của Trần Tuyết không giống như một cô gái bình thường, rất nhanh đã hồi phục lại trạng thái tỉnh táo lạnh lùng như xưa. Cô ấy nói với Trương Dương, tôi cần phải nghỉ ngơi một lát. Tôi giúp cô. Trần Tuyết lắc lắc đầu. Trương Dương cũng không miễn cưỡng, qua việc tối qua hắn đã nhận thức được nội công tu hành của Trần Tuyết hết sức kỳ lạ, đối với việc phục hồi kinh mạch có thể có tác dụng kỳ diệu. Hắn bất giác nhớ tới tuyệt mạch bẩm sinh của An Ngữ Thần, nếu như Trần Tuyết có thể đạt đến một tu vi nhất định, có lẽ sẽ giúp đỡ được cho An Ngữ Thần. Nội công của Trần Tuyết có được là từ đồ phổ mà lão đạo sĩ Lý Tín nghĩa cho cô ấy, mà mình thì lại nhận được bức xuân cung đồ âm dương song tu từ lão đạo sĩ, lẽ nào trong này có mối liên hệ mà không thể cho người ta biết. Khi Trần Tuyết vận công điều khí thì Trương Dương chạy vào trong bếp để nấu một nồi cháo hoa, vì chuyện của sở yên nhiên mà tên tiểu tử này lơ đánh, một nồi cháo đang yên đang lành lại bị hắn nấu thành đặc sệt như hồ. Trương Dương thở dài, bê bát cháo ra cửa, đổ xuống góc sân, lại nhìn thấy Trần Tuyết bước từ trong phòng ra. Cô ấy vừa đi tắm, giờ mặc một chiếc áo màu trắng mỏng cùng chiếc quần bò màu xanh, đứng yên trong nắng mới, khuôn mặt vẫn hơi tái, dung nhan tiểu tụy, chỉ có đôi mắt là vẫn lạnh lùng như trước. Trương Dương nhìn Trần Tuyết đứng trong nắng mới, tay như phản xạ mà lau lau mồm, vô tình bôi nhọ nồi lên miệng, nhìn như mấy hàng dâu nhỏ. Trần Tuyết thấy bộ dạng của hắn như vậy không khỏi mỉm cười, nụ cười của cô ấy xinh đẹp như nắng xuân, làm cho nắng mới cũng phải xấu hổ. Trương Dương nhìn Trần Tuyết, bất giác ngẩn ra. Trần Tuyết nói, để tôi nấu cho. Trương Đại quan nhân quả thực không có tài về chuyện bếp núc, con người không ai hoàn hảo cả, hắn cũng không phải là người vạn năng. Bát cháo thơm phương phức làm cho Trương Đại quan nhân nghĩ vẩn vơ, Hắn phát hiện ra mình không phải là quá tài giỏi, có rất nhiều chuyện hắn không làm được, ví dụ như nấu cơm hoặc như việc xử lý tình cảm. Việc Sở Yên Nhiên bỏ đi không chỉ vì hiểu lầm, mà sự thật về mặt tình cảm hắn đều có những chuyện giấu Sở Yên Nhiên, nếu như hắn nói hết tình sử cho Sở Yên Nhiên biết thì khẳng định cô ấy sẽ phát hùng mà bỏ đi mãi mãi. Trương Đại Quan Nhân luôn cho rằng mình xử lý rất tốt về vấn đề tình cảm, những mối quan hệ tình cảm kín đáo của hắn căn bản không bị lộ trước mặt người khác cho dù có đồn đại cũng đều không có chứng cứ, nhưng điều làm hắn khóc dở cười dở chính là có một số chuyện vốn chẳng có gì lại bị người khác nắm được thóp, ví như chuyện giữa hắn và thời duy, về mặt tình cảm hoàn toàn không có ràng buộc gì, nhưng lại để cho người ta chụp được ảnh như có gì đó mờ ám, rồi chuyện giữa hắn và Trần Tuyết, cả hai đều trong sạch. Nhưng cả hai lần đều bị sở yên nhiên bắt gặp trong tình trạng ám muội Trương Dương nghĩ lại cảnh tối qua, mình thì khỏa thân một nửa, còn Trần Tuyết lại bất chấp an nguy hút chất độc cứu mình, nhưng sở yên nhiên chưa chắc đã nghĩ như vậy trần tuyết thấy trương dương bê bát ngồi ngẩn ra đoán là hắn chắc chắn đang nghĩ tới chuyện của sở yên nhiên liền nhẹ giọng nói không cần phải lo lắng tôi sẽ giải thích rõ ràng chuyện này tính tình trương dương luôn rất thoáng hắn cười nói cô cảm thấy thế nào rồi trần tuyết nói đỡ hơn nhiều rồi còn anh thì sao trương dương nói không có cô giúp tôi thì tôi bây giờ đã thành cái xác lạnh cứng đờ rồi trần tuyết cười nhạt nói mạng anh lớn cho dù không có tôi bên cạnh cũng sẽ hóa giữ thành lành mà trước đây anh cũng đã từng cứu tôi trương dương húp cháo chợt nhớ ra hôm nay vợ chồng tống hoài minh sẽ đến bắc kinh khi gặp họ không biết phải giải thích như thế nào về chuyện của sở yên nhiên đây trương dương đang suy nghĩ chuyện này đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng ô tô vọng tới trương dương nhíu mày lòng thầm nghĩ lẽ nào sở yên nhiên quay trở lại chưa đợi hắn đứng lên thì bên ngoài đã có người đập cửa rầm rầm. Gõ cửa rất vô duyên, Trương Dương đứng dậy nói, để tôi đi xem xem. Trần Tuyết gật đầu, Trương Dương vừa đi ra tới sân thì cửa đã bị người ta kéo ra, rồi tám chín tên thanh niên cao to chen vào, đi tiên phong là một người trung niên tầm hơn 40 tuổi. Hắn mặc áo võ màu đen, thắt đai trắng, đi giày vải mũi tròn, dáng người rất khôi ngô, cao khoảng mét 85, đầu chọc lóc, da ngăm đen. Trong đám thanh niên đứng vây quanh gã, có một người Trương Dương nhận ra, đó là Hùng Khai Khiết, ngày trước vì cùng Kiều Bằng Phi bao vây tấn công Trương Dương mà bị Trương Dương giáo huấn cho một trận, làm cho cánh tay gã bị chật khớp, làm cho gã phải chịu khổ một thời gian, không những thế lại vòn bị sư phụ là sử thương hải dạy dỗ một trận. Từ lần đó Hùng Khai Khiết đã ghi món thù này vào trong lòng, luôn muốn tìm một cơ hội để báo thù. Nhưng Hùng Khai Khiết biết mình không phải là đối thủ của Trương Dương, cũng biết không nên tự tìm khổ, trong đám đệ tử của Sử Thương Hải, ngoài con trai ông ta là Sử Anh Hào Gia thì người được ông ta chân truyền có lẽ là đệ tử thứ hai Đông Khai Thái, cũng chính là cái tên chọc đầu này. Đông Khai Thái từ nhỏ đã được Sử Thương Hải dạy dỗ, đến tận khi 30 tuổi mới kết hôn rồi rời khỏi Bắc Kinh, về cắm chốt ở quê vợ là Bắc Nguyên, rồi mở một trường võ ở đó, sau hơn 10 năm lăn lộn ở Bắc Nguyên. Đến bây giờ đã được làm Phó Chủ tịch Hiệp hội Võ Bắc Nguyên, cũng coi là một nhân vật có tiếng trong giới võ lâm chuyện trương dương đánh bại cả đám huynh đệ của gã đông khai thái đã sớm nghe nói đông khai thái luôn muốn một trận đòi lại công bằng cho đám đồng môn vốn hùng khai khiết cũng cho rằng nhị sư huynh chưa chắc đã là đối thủ của trương dương nhưng sau đó nghe thấy tiểu sư đệ kiều bằng phi nói là ở đông giang trung trường thắng đã đánh cho trương dương hộp máu liền cho rằng công lực của trương dương đã không còn như trước cho nên mới có ý định dậu đổ bìm leo tối qua khi trương dương uống rượu với sư phụ bọn chúng Đám huynh đệ Hùng Khai Khiết cũng uống rượu ở đó, nhưng Trương Dương không chú ý tới bọn chúng. Đám người này đã theo dõi Trương Dương, khi Trương Dương rời đi bọn chúng liền đi theo. Trương Dương đưa Sở Yên Nhiên đi rồi quay trở lại biệt viện Hương Sơn, bọn Hùng Khai Khiết đều nhìn thấy hết. Sau khi gã trở về liền báo lại cho đám huynh đệ, rồi dụ dỗ Đông Khai Thái ngay trong đêm đi cùng chúng đến đòi công đạo, nhưng Đông Khai Thái dù sao cũng là nhân vật có tiếng trong võ lâm, gã cho rằng khiêu chiến thì phải đường đường chính chính cho nên đợi đến tận khi trời sáng mới đưa đám huynh đệ đến hương sơn khiêu chiến nhưng tình hình cụ thể trong đó trương dương lại không biết thấy hùng khai khiết hắn không khỏi nhíu mày hắn biết rằng hùng khai sơn là đệ tử của bát quái môn liền lạnh lùng nói sáng sớm tinh mơ mà đá hỏng cổng nhà người ta xông vào nhà người ta trong mắt các người còn có chút quy tắc nào không vậy hùng khai khiết cười lạnh nói chúng tao không nói quy tắc với mày mày bây giờ phải mau chóng nằm viện rồi gã đầy vẻ kiêu ngạo chỉ chỉ tay đông khai thái nói, đây là nhị sư huynh của tao, hôm nay đến đây khiêu chiến với mày. Trường 485, trong nắng sớm ba. Đông Khai Thái chắp tay, giọng như sấm rền nói, tại hạ Đông Khai Thái, hôm nay đến đây muốn dùng võ kết bạn, luận đàm cọ sát. Trương Dương cười ha ha, hắn không biết đám người này sao có thể tìm đến biệt viện Hương Sơn, nhưng hắn cho rằng đám đệ tử này chắc chắn đến là để dậu đổ bìm leo. Trương Dương trước đây luôn có thiện cảm với trưởng môn sử thương hải, nhưng hôm nay hắn đã hoàn toàn mất đi ấn tượng đó. Người biết công lực của hắn đã giảm đi phân nửa, lại có khả năng bị tẩu hỏa nhập ma chỉ có sử thương hải. Tối qua ông ta biết chuyện này thì sáng sớm nay đám đệ của ông ta đã chạy đến cửa đòi công bằng, tám chín phần là do ông ta tiết lộ tình hình của mình với đám đệ tử. Nghĩ tới đây Trương Đại Quan Nhân vô cùng tức giận, lạnh lùng nói, nếu tôi không đấu thì sao? Đông Khai Thái vẫn chưa mở lời thì Hùng Khai Khiết đã giơ chân phải lên nói, sợ rồi à, sợ rồi thì bỏ qua háng tao đi. Trương Dương gật đầu nói, mày hãy nhớ kỹ lời mày nói đấy. Lúc này Trần Tuyết nghe thấy bên ngoài có động tĩnh liền bước ra. Cô ấy biết tình hình sức khỏe của Trương Dương bây giờ. Mắt thấy đám người hung hãn xông đến khiêu chiến, cô không khỏi lo lắng. Trần Tuyết tức giận nói, anh ấy ốm rồi, lúc này các người đến đây khiêu chiến chẳng khác nào thừa dịp ức hiếp người. Hùng khai khiết cười khinh thường nói, ốm rồi, sợ rồi mới đúng. Trần Tuyết chắc trước mặt Trương Dương, chỉ tay vào đám người nói, các người cút ra khỏi đây, nếu không tôi lập tức sẽ báo cảnh sát. Hùng khai khiết châm chọc nói, sự anh hùng khí khái lúc trước của mày đâu rồi? Giờ thì tao nhìn thấy rõ rồi, Trương Dương mày chẳng qua chỉ là đứa núp sau váy đàn bà thôi, khi gặp chuyện lại lôi đàn bà ra bảo vệ cho mình. Tất cả đám bọn chúng đều cười ầm cả lên, chúng đang cố tình chọc tức Trương Dương. Trần Tuyết tức đến mặt trắng bệch ra, cô ấy rất hiếm khi có biểu hiện như vậy. Một là vì điều trị cho Trương Dương mà công lực đã tiêu hao đi quá nhiều, định lực có chút giảm xuống, còn một nguyên nhân quan trọng hơn đó là quan tâm đến loạn lên. Trương Dương nhẹ nhàng vỗ vai Trần Tuyết nói, "Tiểu Tuyết, người ta đã lặn lội đường xa tới đây, tôi mà từ chối cũng không nên." Một luồng nội công được truyền vào vai Trần Tuyết, cô quay người lại, khuôn mặt đầy kinh ngạc. Từ luồng nội công vừa rồi của Trương Dương Trần Tuyết đã cảm nhận được nội công của Trương Dương đã hồi phục hơn nửa một cách thần kỳ rồi. Cô ấy lập tức hiểu tại sao Trương Dương muốn nhận lời khiêu chiến của chúng, liền gật gật đầu, nói nhỏ anh cẩn thận đấy. Đông Khai Thái dùng lực chắp quyền, Trương Dương nói tất cả mọi thứ ở đây đều là di vật của thiên trì tiên sinh, phá hỏng các người đền không nổi đâu. Đông Khai Thái nói tôi đền nổi. Trương Dương lắc lắc đầu nói quyền cước không có mắt, vạn nhất làm thương các người thì sao? Đông Khai Thái nghe những lời ngung cuồng của Trương Dương mà cười lạnh nói, nếu như cậu làm tôi bị thương thì trách tôi học nghệ không thông, không liên quan gì đến cậu. Trương Dương nói, tiểu tuyết, vào phòng sách lấy giấy bút ra đây, hôm nay tôi phải viết một bức sinh tử với bọn họ. Hùng Khai khiết châm chọc nói, muốn kéo dài thời gian à, đấu cọ sát phó công thôi mà, việc gì mà phải khua chiêng gõ trống thế. Trần Tuyết quay người đi vào phòng sách lấy giấy bút ra, Trương Dương đặt giấy trắng lên chiếc bàn đá, viết một bản sinh tử, Đông Khai Thái tuy võ công không tồi nhưng lại không biết nhiều chữ, nhìn mấy hàng chữ rồng bay phượng múa của Trương Dương liền cảm thấy chóng mặt, liền thấp giọng nói với Hùng Khai Khiết: "Sư đệ, hắn viết gì thế?" Hùng Khai Khiết nói: "Chính là một bức sinh tử, viết là trong cuộc giao đấu nếu như có xảy ra thương vong gì thì không có quan hệ gì với đối phương, bất luận là ai thắng ai thua chúng ta đều phải bồi thường đồ đạc." Đông Khai Thái thoải mái nói: "Tôi đền" Trương Dương viết xong bức sinh tử liền ký tên mình trước, sau đó đưa cho Đông Khai Thái, nói anh ký đi. Đông Khai Thái nhận lấy bút, viết méo mó tên mình bên cạnh tên Trương Dương. Trương Dương vẫn thấy chưa đủ, liền nói với Hùng Khai Khiết, tất cả các người đều phải ký. Hùng Khai Khiết bất mãn chừng mắt nhìn Trương Dương, cho rằng hắn đang cố ý kéo dài thời gian, miệng nói ký thì ký, tao sợ chắc. Không những Hùng Khai Khiết phải ký mà tất cả những người của bát quái môn ở đây đều phải ký. Trương Dương giao bức sinh tử cho Trần Tuyết, mỉm cười nói cảm ơn nhé. Đám người đông khai thái bị một câu cảm ơn của Trương Dương làm cho hồ đồ đi, bọn chúng sao biết được bây giờ Trương Đại Quan Nhân đang vì chuyện sợ yên nhiên không từ mà biết tức giận đến phát hỏa, hắn cần phải phát tiết một chút. Đám người này đang muốn dậu đổ bìm leo không ngờ lại gặp lúc đen đùi. Trương Dương cất bước ra khỏi sân, đến con đường bên ngoài đầy lá đỏ rụng, mùa thu đang sao động, những chiếc lá cứ không ngừng rơi xuống. Trương Dương đến một bãi đất trống, đứng yên vị tại đó, rồi từ từ xoay người, ánh mắt không nhìn về phía đám người đang tiến lại gần, hắn ngẩng đầu nhìn trời cao trong xanh, hai tay chắp sau lưng, mấy ngày gần đây chưa có lúc nào hắn khỏe như bây giờ. Đối với đám hùng khai khiết và đám đệ tử bát quái môn mà nói, biểu hiện của Trương Dương quả thật quá kiêu ngạo tự mãn, làm cho mặt bọn chúng đều tỏ ra phẫn nộ vô cùng. Đông Khai Thái lại không chút tức giận, khuôn mặt góc cạnh của gã tỏ ra trầm ngâm, vừa nãy khi bước ra cửa gã rất để ý bước chân của Trương Dương, không nhanh không chậm, từ trong đó không thể tìm ra bất cứ một tiêu hoảng loạn nào. Bất luận võ công Trương Dương có như thế nào thì chỉ cần tinh thần không sợ trước kẻ địch mạnh của hắn như thế này cũng đủ làm người ta khâm phục rồi. Đông Khai Thái đi đến, cách Trương Dương khoảng một mét thì đứng lại, chắp tay nói, xin mời. Trương Dương mỉm cười nói, anh cũng coi như là biết quy tắc. Vẻ mặt của hắn giống như đang giáo huấn một đứa trẻ vậy. Đông Khai Thái dịch chân trái ra sau một bước, rồi động tác vô cùng nhanh mạnh như một con mãnh hổ xuống núi, một quyền hướng về Trương Dương, từ nhỏ gã đã tu luyện bát quái, công phu không phải tầm thường. Bàn tay vút qua xé gió, làm cho cây cối xung quanh phải lay động. Đôi mắt Trương Dương đột nhiên nhíu lên, không ai có thể hình dung được tốc độ của hắn, chỉ cảm giác như một cánh hoa rơi, cổ tay của Đông Khai Thái đã bị hắn nắm chặt, một cái kéo, ngực của Đông Khai Thái bị lộ ra, Trương Dương lập tức kích một quyền vào ngực hắn. Đông Khai Thái kêu lên một tiếng, người như đứt thành nhiều đoạn, bay về phía xa rồi ngã xuống đất rồi trượt dài đi khoảng 5 mét. Trương Dương cười lạnh một tiếng, rồi nhanh như cắt, Đông Khai Thái vẫn chưa kịp đứng dậy thì tay phải Trương Dương đã như sấm chớp đấm thẳng về phía mặt hắn. Đông Khai Thái không thể tránh kịp, mắt thấy quyền thủ của đối phương đã cách mặt chưa tới nửa tấc, Trương Đại Quan Nhân lại chợt dừng quyền lại. Lúc quyền chỉ còn cách chóp mũi khoảng 1 cm mà quyền phong đã thổi làm cho đông khai thái không thể mở mắt ra, ra đau như dao cắt. Trương Dương hóa quyền thành vuốt, nắm chặt lấy cổ tay hắn, đẩy nhẹ một cái, cánh tay phải của Đông Khai Thái liền chật khớp. Hùng Khai Khiết và đám huynh đệ đứng ngẩn ra nhìn, không ai ngờ Trương Dương chỉ cần dùng một chiêu mà đã làm cho nhị sư huynh ngã xuống đất, cả đám rất nhanh phản ứng lại, xông tới Trương Dương. Thấy Trương Dương thì triển võ như thiên binh thần tướng trước mặt mình, Hùng Khai Khiết mặt mày biến sắc, nhưng vẫn còn kịp xuất quyền, liền bị một trưởng của Trương Dương đập ngay vào mặt, đánh cho mặt mày nở hoa. Hùng khai khiết người lắc lư mò đường, có điều chân vẫn đứng khá vững, không bị một trưởng đánh ngã xuống đất. Gã nhấc chân lên đá về phía Trương Dương, Trương Dương tóm được chân gã, dùng sức phận mạnh, chân phải của Hùng khai khiết lập tức kêu lên răng rắc. Trương Dương giơ đầu quyền muốn đánh thì Hùng khai khiết liền sợ quá ngã xuống đất, thảm thiết kêu lên, tao thua rồi, tao thua rồi. Vẻ mặt của gã vô cùng tội nghiệp, đáng tiếc Trương Đại Quan Nhân đâu có chịu để yên. Trương Dương cười lạnh nói, mày đủ tư cách sao? Rồi hắn nắm lấy tay gã, vặn chéo hai tay vào nhau, làm cho hai cánh tay của Hùng Khai Khiết cũng bị chật khớp, đau đến mặt không còn sắc máu, kêu thảm không thôi. Trương Dương tuy rất ghét bọn dậu đổ bìm leo, hơn nữa lại có bức sinh tử trong tay, nhưng hắn cũng hiểu rằng đây không phải là thời đại tùy nữa. Có bức sinh tử cũng không thể đại khai sát giới. Chúng ta là cán bộ nhà nước, không thể đi đầu vi phạm được, có nguyên tắc chỉ đạo này nên Trương Dương đã không ra tay quá nặng, nhưng cũng không thể nhẹ nhàng mà tha cho chúng. Ngoài tên lái xe ra, Trương Dương dùng thủ pháp đặc biệt của mình làm cho tất cả những kẻ khác đều bị gãy xương chật khớp, trong đó Hùng Khai Khiết là bị nặng nhất, từ ngón tay đến đùi đều bị Trương Đại Quan Nhân làm chật khớp một lượt. Trương Dương nhìn tên lái xe mặt mày tái mét nói: "Đem tất cả đám huynh đệ của mày về, lần sau còn dám gây chuyện thì tao tuyệt đối sẽ không nể tình đâu." 15 tên đệ tử bao gồm cả Đông Khai Thái thê thảm bỏ về, tên nào tên nấy rên rỉ không thôi. Đệ tử bát quái môn chưa bao giờ gặp phải sự thảm bại và nỗi sỉ nhục lớn như thế này. Đám người trở về bản môn, hơn 100 người trong môn đều vây quanh lại, nhưng trưởng môn Sử Thương Hải lại không có ở đây, thực tế là ông ta rất ít khi xuất hiện ở đây. Thời gian gần đây đều ở nhà tu tâm dưỡng tính. Audio điện tử Võ Tấn Bền